Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 39. Lúc trời hửng sáng, cuối cùng ba người Dương Bách Xuyên cũng tới điểm đích lâu đài của gia tộc Dracula trên dãy núi Can Mạc. Sau khi vượt qua hơn 60 km rừng rậm nguyên thủy, một tòa lâu đài to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Nơi đây mới là xào huyệt của gia tộc Dracula. Phía sau lâu đài là một ngọn núi tuyết phủ trắng cao chọc trời. Ruth nói ngọn núi này chính là Thánh Sơn, nơi tộc lão của gia tộc bọn họ ngủ say. Có Ruth đích thân lái xe, ở cổng không có ai dám ngăn cản cô ta, xe chạy thẳng vào trong lâu đài. Dương Bách Xuyên nhìn thấy đây đúng là một tòa lâu đài cổ kính, từng kiến trúc cổ theo phong cách châu Âu nối tiếp nhau thành một vùng, xem chừng ít nhất cũng phải kéo dài mấy chục dặm. Sau khi Ruth lái xe vào trong lâu đài, khoảng 7-8 phút sau rốt cuộc cũng dừng lại trước một kiến trúc hình tháp, trông như một tòa tháp cổ khổng lồ, mà cũng giống như một tòa cung điện. Ruth nói đây là đại điện bàn bạc công việc của gia tộc bọn họ, đã có lịch sử hơn 400 năm. Sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên liếc mắt quan sát. Thoạt nhìn cả đại điện được xây bằng đá vuông, mang lại cảm giác rất nặng nề. Bên ngoài mọc đầy rêu xanh, đượm chất tang thương cổ kính, và cũng càng thêm âm u. Trên cánh cửa lớn cao tầm 3 trượng khắc một con rơi cánh tím há to miệng, trông rất dữ tợn và cũng rất sống động, tạo ảo giác nó có thể sống dậy bay đến hút máu người bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên phóng linh thức ra kiểm tra, nhưng lại phát hiện linh thức bị chặn bên ngoài, không thể tiến vào bên trong đại điện này. Dường như Ruth bên cạnh phát hiện ra sóng tinh thần lực của Dương Bách Xuyên, bèn nói, thưa chủ nhân, nghe nói đại điện này được một tộc lão cánh tím gia cố, tinh thần lực không thể tra xét được. Dương Bách Xuyên thu lại linh thức, từ giờ trở đi tất cả do cô quyết định, tôi phối hợp với cô. Vâng thưa chủ nhân, nếu có thể, mong cô gái bên cạnh chủ nhân hãy chú ý một chút, trong gia tộc Dracula có những dị năng giả khá giống cô gái bên cạnh ngài, có thể khống chế sức mạnh lôi điện phong hỏa. Sau khi vào đại điện, hy vọng chủ nhân hãy cẩn thận. Ruth nhắc nhở. Cô không cần lo lắng cho tôi. Dương Bách Xuyên gật đầu. Khi vào trong lâu đài, anh bảo Ngô Mặc Thu ẩn thân. Hiển nhiên cô gái trong câu nói của Ruth chính là Ngô Mặc Thu. Dương Bách Xuyên hơi bất ngờ khi nghe Ruth nói gia tộc Dracula có dị năng giả, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng hợp tình hợp lý. Ngoài Trung Quốc ra, người có bản lĩnh đặc biệt trên trái đất đều là dị năng giả, ngay cả gia tộc quỷ hút máu cũng là dị năng giả trong mắt Dương Bách Xuyên. Xuất hiện dị năng giả có thể khống chế lôi điện phong hỏa cũng chẳng có gì lạ. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Ruth đi vào trong, mình đi theo sau, đồng thời quay sang dặn dò Ngô Mặc Thu bên cạnh. Ba người cùng đi vào cửa, đương nhiên Ngô Mặc Thu ở trạng thái ẩn thân. Ngô Mặc Thu là quỷ tu có thiên phú, khi cô ẩn thân, thường thì người không có tu vi hoặc tinh thần lực mạnh mẽ rất khó phát hiện ra sự tồn tại của cô. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, có Ngô Mặc Thu bên cạnh là một lá bài tẩy. Cánh cửa dày nặng cao lớn bị bàn tay trắng nõn của Ruth đẩy ra. Trong âm thanh ầm ầm nặng nề, cửa từ từ mở ra, Ruth đi vào trong, Dương Bách Xuyên theo sát phía sau. Sau khi vào trong, một đại điện rộng hơn 200 mét vuông xuất hiện. Xung quanh cắm đầy nến siêu to khổng lồ, chiếu sáng cả đại điện. Dương Bách Xuyên vừa bước vào lập tức ngây ngẩn, bởi vì hình như lúc này trong đại điện đang tổ chức một bữa tiệc, nam nữ già trẻ có tổng cộng hơn 30 người. Trong cảm giác của anh, không có ai là người bình thường. Tất cả đều có khí tức mạnh mẽ. Đương nhiên rất nhiều khí tức là tiên thiên dưới tầng 5, trong đó người có khí tức mạnh nhất là một người trung niên mặc áo đuôi tôm, dáng vẻ lịch lãm, tay cầm rượu vang, ánh mắt dừng trên người Ruth đầu tiên. Có điều Dương Bách Xuyên phát hiện ra rượu trong tay đám người này có vấn đề, không phải rượu vang thật sự mà là máu người. Điều này khiến anh biến sắc, thầm nói quả nhiên là một đám khác loài, không ngờ thứ bọn họ uống lại là máu người. Gia tộc Dracula tồn tại mấy trăm năm, không biết lũ quỷ hút máu này đã hại chết bao nhiêu người. Đương nhiên Dương Bách Xuyên chỉ nghĩ như vậy thôi, nói chung nạn nhân không phải người Trung Quốc là được, quỷ hút máu cũng không dám tùy tiện tiến vào Trung Quốc. Cao thủ tiên thiên của các tông môn lâu đời Trung Quốc không phải ăn chay. Ruth, lẽ nào cô đã quên nơi này là thánh điện? Cô quản lý những việc bên ngoài, ai cho cô vào đại điện? Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đại điện. Dương Bách Xuyên phát hiện kẻ vừa lên tiếng là người trung niên có khí tức mạnh nhất kia. Không cần hỏi cũng biết người này là Amos mà Ruth từng nhắc đến, hầu tước cao cấp, quỷ hút máu tiên thiên tầng 9 hậu kỳ. Amos,
Giao bạn tôi ra đây. Ruth nói thẳng. Ruth to gan thật đấy, tế phẩm dâng lên tộc lão mà cô cũng dám đòi. Còn nữa, ai cho cô dẫn ngoại tộc vào đây? Amos giận dữ nhìn Ruth. Sau đó gã chỉ vào Dương Bách Xuyên, một tia sáng đỏ lóe lên, trong tay gã bắn ra một mũi tên máu sáng lấp lánh lao thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên híp mắt lại, đứng im chờ mũi tên máu của Amos bắn tới. Gừ! Ruth thét dài, đôi cánh vàng sau lưng xuất hiện. Công tước, sao có thể, cô tiến hóa huyết mạch khi nào? Amos hét lên thất thanh. Ruth vung tay đánh nát mũi tên máu nhằm đến Dương Bách Xuyên, lạnh lùng nở nụ cười, hầu tước Amos còn không quỳ xuống. Trong lúc nói chuyện, trên người Ruth toát ra khí thế mạnh mẽ khiến đám quỷ hút máu có mặt ở đây khẽ run lên. Bịch, bịch, trong số hơn 30 người ở đại điện, phần lớn đều không chịu nổi uy áp khí thế mạnh mẽ của Ruth, bèn quỳ xuống. Dương Bách Xuyên quan sát thấy có một số người lộ ánh mắt vui mừng sau khi thấy Ruth biến hóa. Anh nhớ ra lúc trước Ruth từng nói trong gia tộc Dracula có một số người ủng hộ cô ta nắm quyền, cũng có một số người ủng hộ Amos. Bái kiến công tước đại nhân. Có người thông minh đã hô khẩu hiệu thần phục Ruth. Tiếp đó mọi người nhao nhao bày tỏ thái độ thần phục công tước Ruth. Một nhóm khác do Amos cầm đầu, ai nấy đều nhìn Ruth bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó nhìn sang Amos đợi gã trả lời. Ruth vừa mở miệng đã bắt Amos quỳ gối thần phục, nhưng Amos không chịu. Không thể nào, sao cô lại là công tước? Gừ, Amos gầm lên một tiếng, mắt biến thành màu đỏ như máu, sau lưng mọc ra đôi cánh đỏ. Đôi cánh lóe lên, gã biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh Ruth, vung một quyền nện vào đầu đối phương. Đây là hành động phản kháng, không thừa nhận vị công tước Ruth này. Dương Bách Xuyên nhìn rõ Ruth cười khẩy, giơ bàn tay trắng nõn lên giữ lấy nắm đấm đang nện xuống của Amos với tốc độ nhanh như chớp. Bộp, một âm thanh trầm đục vang lên. Growl. Amos gào thét thảm thiết. Máu văng trong không khí, Ruth xé đứt một cánh tay của Amos làm gã kêu gào thảm thiết. Growl. Amos biến mất trong tiếng hét. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy mấy quỷ hút máu trong đại điện bắt đầu gào thét. Growl growl growl. 18 quỷ hút máu liên tiếp biến hình, sau lưng mọc cánh. Chắc là Amos ra lệnh tấn công. Ruth cũng hét to. Một số quỷ hút máu lũ lượt biến hình theo lệnh của cô ta. Cả đại điện lập tức rơi vào trạng thái chém giết loạn xạ. Nhưng Dương Bách Xuyên tin rằng Ruth thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì cô ta rất mạnh, có thực lực vượt trên tiên thiên, đối phó với một đám tiên thiên không thành vấn đề. Một lúc sau, lại có tiếng hét thảm thiết. Trên ngực Amos xuất hiện một lỗ máu, gã rơi từ trên không trung xuống, vừa vặn rơi ngay bên cạnh Dương Bách Xuyên. Gừ. Dương Bách Xuyên không ngờ Amos lại giận dữ há cái miệng với răng nanh dài, lao tới cắn xé anh. Tưởng anh đây dễ bắt nạt sao? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một câu rồi cười gằn, trong tay lóe lên tia sáng bạc, kiếm đổ long xuất hiện trên tay. Anh nói với Ngô Mặc Thu định ra tay, Thu Nhi tránh ra. Sau khi Ngô Mặc Thu tránh ra, Dương Bách Xuyên thình lình chém Amos một nhát. Growl, một tia sáng bạc chói mắt lóe lên trong đại sảnh. Cùng lúc đó, Amos bị kiếm khí của kiếm đồ long đâm xuyên, lập tức kêu gào thảm thiết, cơ thể bắt đầu nứt toác ra, cuối cùng hóa thành cho bụi trước cái nhìn đăm đăm của mọi người. Thân thể Amos tan thành mây khói, Ruth nhìn kiếm đồ long trong tay Dương Bách Xuyên, trong mắt lóe lên cảm xúc sợ hãi. Sau đó cô ta gia nhập cuộc chiến, giết từng kẻ chống đối. Từ lúc vào đại điện đến giờ không quá 10 phút, Ruth đã dẹp yên cuộc chiến, giết chết 19 quỷ hút máu bao gồm Amos. Trong đó còn có mấy dị năng giả, nhưng đều là người có cấp bậc và thực lực không cao. Sau khi kết thúc trận chiến, câu nói đầu tiên của Ruth làm Dương Bách Xuyên rất hài lòng. Ai có thể nói cho tôi biết cô gái Trung Quốc bị Amos bắt về đang ở đâu? Trong đại điện còn lại 15 người, người nào người nấy đều nhìn Ruth bằng ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Sau đó, một người bước ra trả lời, tôi biết thưa công tước đại nhân. Cô gái Trung Quốc kia bị Amos đưa vào Thánh Sơn hiến tế rồi. Nghe người này nói vậy, Dương Bách Xuyên sững cả người. Dựa theo lời Ruth nói thì Amos định bắt Liễu Linh Linh đi hiến tế cho tộc lão của gia tộc bọn họ, nhưng cũng phải đến lúc trăng tròn. Nhưng hiện tại vẫn còn cách 2 ngày nữa mới đến đêm trăng tròn, tại sao bây giờ đã đưa Liễu Linh Linh vào cái gọi là núi thánh rồi? Điều này khiến Dương Bách Xuyên nhìn về phía Ruth với ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao.
Ánh mắt anh thể hiện rất rõ rằng nếu Ruth không đưa ra được một lý do, anh sẽ rất tức giận. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn đang nghi ngờ không biết có phải ngay từ ban đầu Ruth đã lợi dụng mình hay không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trông thấy ánh mắt sắc bén của Dương Bách Xuyên, Ruth cũng hiểu ý anh và lập tức bị dọa cho trắng bệch cả mặt. Tuy cô ta đã tiến hóa đến cấp bậc công tước Kim Vũ, nếu xét theo tu vi thì đã vượt qua Dương Bách Xuyên. Nhưng càng như vậy Ruth lại càng không dám có suy nghĩ chống đối Dương Bách Xuyên. Bởi vì khi huyết mạch tăng lên, Ruth càng có thể cảm giác được sự bí ẩn sâu không lường được của Dương Bách Xuyên. Sự cảm ứng vang dền giữa huyết mạch của cô ta và Dương Bách Xuyên lại càng trở nên sâu sắc hơn. Nhưng, một chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Ruth phất tay một cái và đâm tay vào đầu ma cà rồng già đang gầm rú tức giận với Dương Bách Xuyên, tức khắc làm nổ đầu của ông ta. Ngay sau đó, Ruth nhìn quanh bốn phía và nói, từ hôm nay trở đi, gia tộc Dracula là do tôi Ruth Dracula quản lý. Chuyện đầu tiên tôi muốn nói cho các người là, vị này chính là chủ nhân vĩ đại anh minh của Ruth Dracula tôi. Ngài ấy là thần của tôi, sau sẽ là thần của gia tộc Dracula. Tôi không muốn nghe thấy sự bất mãn của bất kể kẻ nào trong các người đối với chủ nhân Dương Bách Xuyên nữa. Nếu không ông Sam sẽ là tấm gương của các người. Nói xong, Ruth nhìn về ông lão đầu tiên trả lời rằng Liễu Linh Linh bị Amos đưa vào núi Thánh và nói, ông Jack, ông đến nói cho chủ nhân vĩ đại của tôi đi. Vì sao chưa đến đêm trăng tròn Amos đã đưa cô gái người hoa đó vào núi Thánh, và đã đưa vào được bao lâu rồi? Thưa công tước, từ nửa năm trước Amos đã bắt đầu không tuân thủ quy định của đêm trăng tròn rồi. Hầu như tháng nào cũng phải đưa vào núi Thánh ít nhất 3 lượt thanh niên nam nữ. Cô gái người hoa kia được đưa vào từ ngày hôm qua. Người được Ruth gọi là ông Jack nói. Ruth tức khắc thở phào một cái, ít nhất cũng có chuyện để báo cáo với Dương Bách Xuyên. Ruth căng thẳng nói với Dương Bách Xuyên bằng sự cung kính, chủ nhân, ngài thấy đó, tôi cũng mới biết chuyện này thôi. Bình thường tôi hay bị Amos giữ chân bên trong gia tộc nên rất ít khi tới lâu đài. Xin chủ nhân minh giám. Dương Bách Xuyên biết Ruth không nói dối mà cũng mới vừa biết chuyện thật. Nhưng anh đang lo lắng cho Liễu Linh Linh nên mới dối bời cả lòng dạ. Hiện tại việc đã đến nước này, dù anh có tiếp tục căm thù nhưng cũng không thể làm gì được. Amos đã bị giết. Mà Ruth thì đã phục tùng và trở thành người hầu của mình. Dương Bách Xuyên phân công cho Ngô Mặc Thu đang ẩn mình, Thu Nhi, lát nữa em đừng có vào, đứng canh ở bên ngoài đi. Không được, em sẽ không để anh mạo hiểm, em muốn đi cùng anh. Chưa kể Thu Nhi cũng có năng lực tự bảo vệ mình, anh phải để em theo cạnh mới được. Lần trước sau khi anh xảy ra chuyện, chủ mẫu Triệu Nam đã nói em đi bên cạnh anh, em phụng mệnh bảo vệ anh. Ngô Mặc Thu lôi bảo kiếm thương phương. Con bé này, sao anh không biết chuyện này? Nghe lời, chờ ở bên ngoài. Dương Bách Xuyên không dám để Thu Nhi đi mạo hiểm. Theo lời Ruth thì tộc lão trong núi Thánh của gia tộc Dracula bọn họ là một vị công tước. Nói cách khác, đó là một kẻ mạnh siêu việt bẩm sinh, là một ma cà rồng lão làng. Huống hồ cũng không biết bên trong ngọn núi lớn này có cái gì, thế nên anh muốn để Ngô Mặc Thu ở ngoài. Không được, em phải đi theo anh. Thái độ Ngô Mặc rất kiên quyết. Bất kể Dương Bách Xuyên có nói thế nào cũng muốn đi theo. Không có cách nào khác nên Dương Bách Xuyên đành phải để cô đi theo, nhưng anh dặn cô không được hiện thân mà cứ giấu mình đi là được. Hơn nữa, một khi cô phát hiện tình hình không ổn thì phải bỏ chạy. Ngay sau đó, ba người tiến vào sơn động, dựa theo lời Ruth thì cô ta cũng mới chỉ được nghe rằng sơn động này rất sâu chứ chưa từng đi vào. Dù Amos có đứa người hiến tế vào thì cũng chỉ đưa vào sâu trong sơn động tầm 100 mét. Không ai biết sơn động của núi Thánh thật sự sâu bao nhiêu cả. Toàn bộ sơn động cao khoảng 4-5 mét, bề rộng chừng hơn 3 mét. Lúc mới vào, tất cả đều là băng. Có lẽ là do độ cao so với mặt biển nên nơi đây lạnh giá vô cùng. Sau khi đi được khoảng 100 mét, đột nhiên có một luồng nhiệt ập vào mặt, ánh sáng cũng xuất hiện trước mắt họ. Theo lời Ruth, đây chính là nơi Amos đưa người hiến tế vào và dừng bước tại đây. Nói cách khác, khả năng cao đằng trước chính là nơi lão công tước của gia tộc Dracula ngủ say. Trong một cái hang động băng lại đột nhiên có một luồng hơi nóng thổi qua, lại còn ở bên trong núi lớn. Chỉ có một khả năng, đó chính là đằng trước có núi lửa. Cách đó 30 mét chính là một không gian rất lớn, diện tích khoảng 300-400 mét vuông. Chính giữa không gian có một hồ dung nham với đường kính khoảng mười mấy mét đang ủng ục phun ra dung nham nóng chảy.
Trên đỉnh của hồ dung nham cũng có một cửa động thông với thế giới bên ngoài. Đó chính là làn gió nóng bốc ra sau khi núi lửa bùng nổ, lao đến sơn động vừa nãy. Cách đó 30 mét chính là điểm giao thoa của hai cực, băng và lửa trong cùng một không gian. Một bên là sóng nhiệt của lửa, một bên là động băng. Đồng thời, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra những chiếc quan tài đang được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề trong hang động có dung nham. Sau đó, Dương Bách Xuyên và Rút đi tới không gian bên hồ dung nhầm mật tê. Đánh giá từ dấu vết của thân núi bốn phía, nơi đây có những dấu vết khai quật nhân tạo rõ ràng. Hiển nhiên là không gian rộng lớn do người trong gia tộc Rút tạo ra nhờ không gian được hình thành sau vụ phun trào núi lửa. Sau khi đi đến mọi người mới phát hiện ra bốn phía hồ dung nham có 12 chiếc quan tài. Mỗi chiếc quan tài đều làm từ chất liệu đen nhánh như mực, trông khá giống sắt nhưng lại chế tạo từ vật liệu bằng đá nào đó không biết tên. Dương Bách Xuyên dùng linh thức đi tra xét 12 chiếc quan tài, tiếc rằng không biết những chiếc quan tài này làm bằng chất liệu gì mà có thể ngăn cản linh thức của anh. Anh hoàn toàn không tra xét được bên trong 12 chiếc quan tài này có gì, tình hình bên trong ra sao. Dương Bách Xuyên nhìn Ruth, hỏi, vì sao lại là 12 chiếc quan tài? Chủ nhân, cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm. Hình như mỗi chiếc quan tài sẽ đại diện cho một thế hệ. Đến thế hệ của tôi là hậu duệ thứ 13, nhưng trôi qua mấy trăm năm, số quan tài tích lũy được thực sự đã vượt quá 12 chiếc. Ruth trả lời, chất liệu của những quan tài này rất đặc biệt, cô có biết nó được làm từ chất liệu gì không? Dương Bách Xuyên hỏi, trong cảm giác của anh, tất cả quan tài đều tỏa ra hơi lạnh, thậm chí còn có một lớp xương giá ngưng tụ trên mặt đất xung quanh quan tài. Nơi này có một hồ dung nham đấy. Có thể ngưng tụ thành xương giá thì quan tài lạnh đến mức nào cơ chứ? Cho nên Dương Bách Xuyên rất tò mò. Chủ nhân, tôi nghe nói rằng rất lâu trước kia, gia tộc tôi phát hiện ra thiên thạch ngoài hành tinh và sau đó đã thêm vật liệu thiên thạch để chế tạo quan tài. Nó rất phù hợp để tộc ma cà rồng chúng tôi ngủ say. Đối với ma cà rồng chúng tôi, việc các tộc lão ngủ say tương đương với việc võ cổ giả của Trung Quốc đả tỏa. Ruth giải thích. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, ý của cô là trong 12 chiếc quan tài này là 12 tộc lão đang ngủ say của gia tộc các cô hả? Dương Bách Xuyên thật sự hoảng hốt, nếu như thế thật, chẳng phải một khi đánh thức 12 ma cà rồng có cấp bậc công tước kia thì... Khi nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên có hơi không dám nghĩ tiếp nữa mà hỏi ra thành tiếng. Rút khẽ cười nhìn Dương Bách Xuyên, chủ nhân, 12 chiếc quan tài khả năng cao là mang tính tượng trưng mà thôi. Thật ra nơi này chỉ có mỗi một thế hệ tộc lão cuối cùng, chính là tộc lão thuộc thế hệ ngay trên chúng tôi thôi. Về phần các tộc lão khác, trong truyền thuyết đều nói họ đã đến một thế giới khác rồi. Đương nhiên, thế giới nào thì không ghi lại cụ thể. Tôi chỉ biết rằng có đại tộc lão thứ 12 ở chỗ này, những người khác thì không. Đương nhiên, chưa có ai trong thế hệ này của chúng tôi từng gặp đại tộc lão thứ 12. Thậm chí cũng chưa từng nghe Amos nói đã từng gặp tộc lão. Amos phụ trách việc đưa người hiến tế vào núi Thánh nhưng cũng chỉ 3 tháng một lần mà thôi. Không ngờ nửa năm qua Amos lại phá vỡ quy tắc. Ông Jack nói rằng mỗi tháng ít nhất Amos sẽ đưa 3 lần, không biết có phải đã có chuyện gì xảy ra không nữa. Chờ Ruth nói xong, Dương Bách Xuyên cũng thở phào. Chỉ cần nơi đây không có quá nhiều tổ tông nhà các người là được. Cấp bậc công tước có thể so với hư cảnh của võ cổ giả rồi. Một người chưa chắc còn chưa đối phó được. Huống chi là có đến 12 người, nếu vậy thật thì chỉ có nước mất mạng. Chỉ cần 12 công tước kia thật sự tồn tại, anh cũng chỉ có thể rầu rĩ rút về mà thôi. Ruth nói rằng trong truyền thuyết, tổ tông nhà cô ta đã đi đến một thế giới khác, ở đây chỉ có một lão công tước. Điều này làm Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ tới Sơn Hải Giới. Chẳng lẽ Châu U cũng có đường đi liên kết với Sơn Hải Giới sao? Suy nghĩ này chưa chắc đã không có khả năng. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện này, việc cấp bách là tìm Liễu Linh Linh trước đã. Nhưng trong toàn bộ không gian rộng lớn, chẳng có bóng người nào ngoại trừ 12 chiếc quan tài, cũng không có sự tồn tại của lối đi khác. Điều này khiến Dương Bách Xuyên bắt đầu cảm thấy lo lắng, hai mắt anh đảo qua 12 cỗ quan tài. Bây giờ chỉ có một khả năng, có lẽ người đang nằm ở trong quan tài. Mở quan tài ra. Dương Bách Xuyên nói với Ruth. Vâng, chủ nhân. Ruth cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của Dương Bách Xuyên, lòng cô tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng, cũng càng thêm buồn bực, sao lại không thấy bóng dáng của Liễu Linh Linh đâu chứ? Hiện tại bốn phía không có lối đi nào cả,
lẽ ra khi bị đưa vào đây rồi thì sẽ không ra ngoài được, nhưng cô tôi lại chẳng thấy ai ở đây cả, hiện tại cũng chỉ biết bên trong 12 cỗ quan tài rất có thể đang giấu người. Cô tôi vung tay lên, từng cỗ quan tài bị mở nắp ra. Duỳnh duỳnh duỳnh, Lút phất tay bật mở 6 cỗ quan tài. Vẻ mặt của Dương Bách Xuyên cũng trở nên căng thẳng, triệu hoán kiếm đầu long ra ngoài, sẵn sàng đối phó với tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào. Theo lời của Ruth, trong số 12 cỗ quan tài ấy, lão tổ đời thứ 12 của gia tộc cô ta chắc chắn đang nằm tại một cỗ quan tài trong số này. Rất rõ ràng, khi mở quan tài ra, cũng chính là lúc lão ma cà rồng trong quan tài thức tỉnh. Một lão ma cà rồng có cấp bậc công tước, đã sống mấy trăm năm, có thể so sánh với một cường giả cổ vật hư cảnh. Một khi tức giận, hậu quả là không thể đoán trước. Cũng may, theo quan điểm của Dương Bách Xuyên, chính anh cũng vừa có thêm rút một ma cà rồng vừa mới bước vào cấp bậc công tước. Mặt khác còn có Thu Nhi đang âm thầm ẩn thân, ba người cùng nhau đối phó với một lão công tước, hẳn là vẫn có thể chống lại được. Rút mở một mạch 6 cỗ quan tài ra, bên trong cả 6 cỗ quan tài đều trống rỗng. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên và cô ta đều thở phào một hơi, nhưng cũng bắt đầu trở nên căng thẳng hơn một chút. Bọn họ không nhìn thấy Liễu Linh Linh bên trong 6 cỗ quan tài này, cũng không thấy tộc lão của gia tộc Ruth. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Ruth, 6 cỗ quan tài còn lại cứ mở ra lần lượt thôi, nếu đồng thời mở ra một mạch, lão ma cà rồng mà đang nằm trong một cỗ quan tài trong số đó thì sẽ rất khó để đối phó. Ruth gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Lúc đi về phía quan tài thứ 7, cô ta vung tay lên, duỳnh một tiếng nắp quan tài bị mở ra. Không có. Bên trong vẫn trống rỗng, không có bóng dáng của Liễu Linh Linh, cũng không có lão ma cà rồng. Tiếp tục đến cỗ quan tài thứ 8, quan tài rỗng, cái thứ 9, cái thứ 10, đều là quan tài rỗng hết. Hiện tại chỉ còn lại 2 cỗ quan tài là vẫn chưa được mở nắp. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tộc lão của gia tộc Ruth và Liễu Linh Linh đang nằm trong 2 cỗ quan tài còn lại này. Hai người đều có chút căng thẳng. Dương Bách Xuyên nắm chặt kiếm đồ long trong tay, điều chỉnh trạng thái cơ thể lên mức cao nhất. Anh dự trữ chân khí trong cơ thể trực chờ phát động, chỉ chờ khi mở nắp quan tài ra là đối phó với lão ma cà rồng, chuẩn bị ra tay trước để chiếm lợi thế. Ruth, hãy đồng thời mở nắp 2 cỗ quan tài còn lại. Dương Bách Xuyên ngẫm lại rồi nói. Dù sao đều hướng đến một kết quả cuối cùng. Vâng, chủ nhân, Ruth cũng có chút căng thẳng, tuy rằng bên trong 2 cỗ quan tài cuối cùng chắc chắn sẽ có một cỗ chứa tộc lão của gia tộc cô ta, nhưng cô ta lại tùy tiện mở nắp quan ra, chẳng khác nào đang quấy rầy tộc lão cả. Cô ta cũng không dám chắc được là liệu tộc lão có ra tay với hậu bối đời thứ 13 của gia tộc Dracula là cô ta hay không. Ruth nâng tay lên, liếc mắt nhìn Dương Bách Xuyên một cái. Sau khi Dương Bách Xuyên ra hiệu, cô ta đột nhiên phất tay. Duỳnh duỳnh. Hai tiếng động trầm đục vang lên, cuối cùng 2 cỗ quan tài cũng bị mở ra. Dương Bách Xuyên vẫn đang dự trữ chân khí trực chờ phát động, nhìn chằm chằm 2 cỗ quan tài, chuẩn bị giáng ra một đòn tàn nhẫn. Trạng thái của anh tại giờ phút này cực kỳ đầy đủ và sung túc. Nhưng mà, khi 2 cỗ quan tài đồng thời được mở ra, anh lại suýt chút nữa nghẹn một hơi thành nội thương. Chỉ thấy bên trong cả 2 cỗ quan tài đều trống rỗng. Cái đệch, sau khi Dương Bách Xuyên giải phóng chân khí, anh không nhịn được mà chửi bậy một câu. Chuyện này, Ruth cũng trợn tròn mắt, cô ta cũng không ngờ là cả 2 cỗ quan tài đều trống rỗng. Toàn bộ 12 cỗ quan tài đều trống rỗng hết, bên trong còn không có lấy nổi một con chuột nào cả. Chắc chắn là đã xuất hiện vấn đề tại điểm nào rồi. Không thể nào, trong ghi chép của gia tộc rõ ràng có nói. Tộc lão đời thứ 12 đang ngủ say trong nội địa núi Thánh, là thần bảo vệ cho gia tộc. Sao có thể là quan tài rỗng được chứ? Vẻ mặt Ruth cực kỳ khó hiểu. Trọng điểm là cả Liễu Linh Linh cũng không có trong này. Dương Bách Xuyên đen mặt nói. Đồng thời, trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong 12 cỗ quan tài, nếu không thấy Liễu Linh Linh đâu cả, vậy có phải điều này chứng tỏ rằng hiện tại cô vẫn còn sống hay không? Không xảy ra chuyện gì cả. Bởi vì không tìm thấy người, là tuyệt vọng và cũng là hy vọng. Nhìn 12 cỗ quan tài trống rỗng, Dương Bách Xuyên và Ruth đồng thời rơi vào trầm tư. Trong toàn bộ không gian rộng lớn này, bên tai chỉ có tiếng ùm ục phát ra từ hồ dung nham. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng dung nham nóng chảy, anh đột nhiên hướng hai mắt nhìn vào trong hồ.
Sức mạnh linh thức lập tức tiến vào hồ dung nham để kiểm tra. Trong toàn bộ không gian lòng núi rộng lớn, hoàn toàn không lối ra hay lối vào hang động nào khác, 12 cỗ quan tài thì lại đều trống không. Hiện tại, thứ duy nhất đáng ngờ chính là hồ dung nham này. Nhiệt độ của hồ dung nham cực cao, nhưng không ảnh hưởng đến việc sức mạnh linh thức đi thăm dò. Khi linh thức của Dương Bách Xuyên tiến vào hồ dung nham, quả nhiên anh đã phát hiện ra điểm khả nghi. Hai mắt của Dương Bách Xuyên lập tức sáng ngời. Ngay khi sức mạnh linh thức cách nơi sâu nhất của hồ dung nham khoảng mười mấy mét, linh thức của anh đột nhiên bị chặn lại bởi một sức mạnh vô hình. Bên trong hồ dung nham chỉ có linh khí trời đất mạnh mẽ đang dao động, điều này chứng tỏ rằng, có huyền cơ khác đang ẩn giấu dưới đáy hồ dung nham. Dương Bách Xuyên thu lại linh thức, trong lòng đã có ý định, ánh mắt rơi vào phía trên quan tài trống rỗng. Nếu hồ nham thạch phía dưới ẩn chứa huyền cơ, anh nhất định phải xuống xem thử, thế nhưng đây là nham thạch nóng chảy chứ không phải lửa bình thường, độ nóng bên trong đạt đến mức độ kinh khủng, Dương Bách Xuyên không dám làm liều. Cho dù anh mở khôi giáp thanh tước, dùng chân khí bao phủ toàn thân vẫn chưa chắc có thể giữ bản thân không bị tổn thương trong hồ nham thạch đang sôi sùng sục, huống chi độ sâu còn rất khả quan. Một bên là cực nóng, một bên là cực lạnh, tạo thành hai cực. Một âm một dương, tương sinh tương khắc. Đây là trùng hợp, hay là sự sắp xếp có ý định? Dương Bách Xuyên cảm thấy chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Anh giơ chân đá chiếc quan tài xuống ao. Sau đó quan sát bằng linh thức, quan tài nhanh chóng chìm xuống đáy hồ mà không hề bị hòa tan, hơn nữa còn thông qua được phong tỏa linh thức. Cảnh này đã chứng minh suy đoán của anh là chính xác. Có lẽ mấy quan tài này chính là dùng để chở người vào hồ nham thạch, nếu không tại sao mấy trăm năm qua có vô số người đến đây hiến tế nhưng không hề nhìn thấy bất cứ bộ xương cốt nào. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, sau khi những người này bị hiến tế đã trực tiếp hòa tan trong hồ nham thạch. Thứ hai chính là bọn họ bị nhét vào quan tài chìm xuống đáy hồ. 12 cỗ quan tài mà Ruth nhắc tới đại biểu cho 12 người của gia tộc Dracula, thông tin này không chính xác, có lẽ số lượng quan tài được ở đây không chỉ có 12 mà nhiều hơn thế, nếu không thì đâu cần phải tạo ra một không gian lớn cỡ này đâu nhỉ. Suy đoán này rất có khả năng. Dường như Ruth cũng phát hiện điểm khác thường của hồ nham thạch, chủ nhân, ý cậu là phía dưới ao này ẩn chứa huyền cơ. Chắc chắn có, cụ thể là cái gì thì phải đi xem mới biết được, chuẩn bị vào quan tài thôi, chúng ta xuống đáy hồ tìm hiểu thật giả. Dương Bách Xuyên híp mắt. Được chủ nhân, Ruth cũng đoán ra được điểm mấu chốt. Hai người lập tức kéo hai chiếc quan tài tới nằm vào, Ngô Mặc Thu hóa thành thể năng lượng chui vào chiếc của Dương Bách Xuyên. Rầm rầm. Sau khi đậy nắp quan tài, Dương Bách Xuyên thúc giục chân khí đẩy quan tài xuống hồ nham thạch. Bõm bõm. Ruth theo sát phía sau, hai người nằm trong quan tài tiến vào hồ nham thạch. Bởi vì quan tài có chất liệu đặc thù, nằm vào trong vô cùng lạnh nhưng lúc tiến vào nham thạch nóng chảy thì dần dần có độ nóng. Theo quan tài chìm xuống, Dương Bách Xuyên nằm bên trong cảm nhận được sức nóng càng ngày càng tăng lên, quan tài vẫn không có dấu hiệu bị hòa tan do tính hàn thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của nham thạch, đạt đến mức độ âm dương hòa hợp. Ước chừng nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên cảm nhận quan tài bỗng nhiên chấn động như chạm đáy, anh nghĩ chắc đã va chạm với nham thạch, vừa định mở chốt bước ra thì bên ngoài lại truyền tới từng trận chấn động. Rầm. Toàn bộ quan tài xoay tròn, giống như đang lăn xuống sườn dốc. Rầm rầm rầm. Dương Bách Xuyên nằm bên trong lập tức cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng đến hoa mắt nhưng không có cách nào, anh chỉ có thể yên lặng chịu đựng, quan tài không ngừng lăn xuống, va chạm vô cùng kịch liệt, nếu không phải chất liệu của nó đặc biệt. Đổi lại thứ khác thì đã vỡ thành từng mảnh từ lâu rồi. Lăn như vậy chừng mấy phút đồng hồ, sau đó một cơn rung động vang dội truyền đến. Ầm ầm. Lần này giống như đụng vào vách núi, gây ra chấn động vô cùng lớn. Bên trong quan tài vang lên từng tiếng ken két đặc biệt chói tai, Dương Bách Xuyên thấy may vì anh có tu vi, đổi lại người thường thì đã bị âm thanh gay gắt này chọc thủng màng nhĩ rồi. Dù anh có thân thể cường đại, dưới cơn va chạm này cũng cảm thấy đau nhức cả người, nếu không nhờ chân khí hộ thân, anh đã mệt rã rời rồi. Đợt va chạm lần này sinh ra chấn động mạnh chưa từng có trước đó khiến Ngô Mặc Thu đang ở thể năng lượng phải hiện nguyên hình. A! À, một tiếng rên khẽ, Ngô Mặc Thu đã xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, cũng may không gian trong quan tài đủ lớn cho hai người nằm, chẳng qua bên trong khá sóc nảy nên hai người phải ôm chặt lấy nhau. Dương Bách Xuyên vốn cho rằng sau lần này thì quan tài sẽ dừng lại,
ai ngờ đây chỉ mới là bắt đầu. Rầm rầm, lạch cạch, keng, sột soạt, kít. M thanh không ngừng vang lên, quan tài giống như đang lăn nhanh xuống mà trong quá trình đó còn va chạm với đá trên núi. Quan tài của Dương Bách Xuyên gần như dựng đứng 90 độ, điều này có nghĩa không gian bên ngoài khá dốc. Trình độ sốc này cũng khiến người đàn ông họ Dương nào đó có cảm giác dục tiên dục tử. Bởi vì sau khi Thu Nhi hiện hình thì luôn ôm chặt lấy anh. Cảm giác mềm mại, khẽ sốc lên khi va chạm vô cùng kỳ diệu, muốn chết thật. Sau một đợt sốc này, tay Thu Nhi đang nắm lấy thứ gì bỗng siết chặt, Dương Bách Xuyên cảm giác đau nhói, một cơn đau chí mạng. Người đàn ông họ Dương nào đó hoảng sợ đặt tay lên nơi mềm mại của Thu Nhi theo bản năng. Không gian bên trong tối tăm, giơ bàn tay lên chẳng thấy được năm ngón, quan tài vẫn đang sóc nảy không ngừng, hai người cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cảm giác được một thứ rất rõ ràng, đó là cơ thể Thu Nhi đang run rẩy không ngừng. Thế nhưng hai người chẳng ai bận tâm, bởi vì từng cơn va chạm và chấn động truyền đến dồn dập. Chẳng biết đã qua bao lâu, từng cái va chạm cuối cùng cũng biến mất, không thấy gì cũng không nghe được tiếng động, hình như quan tài đã ngừng lại. Dương Bách Xuyên cảm giác từng cơn chóng mặt ù tai, hiện tại có kêu anh mở nắp quan ra đứng dậy, anh cũng đứng không nổi. Thu Nhi trong lòng anh cũng nghĩ như vậy. Hai người cứ thế ôm chặt nhau, nằm yên không hề động đậy. Hiện tại người đàn ông họ Dương khóc không ra nước mắt, nơi nào đó trên người đã chết lặng. Cộp! Đột nhiên một âm thanh vang lên, tiếp theo là ánh sáng chói mắt. Chủ nhân, cậu! Rút dừng lại, cô ta ra ngoài trước tiên, không thấy Dương Bách Xuyên mở nắp quan nên đi tới mở ra thay anh. Thế nhưng cô ta vừa mở nắp ra, định hỏi một câu chủ nhân cậu thế nào rồi thì thấy được một màn vô cùng ngại ngùng, vội vàng xoay người sang chỗ khác, tôi không thấy gì cả. Hai người tiếp tục. Trong mắt Ruth, sau khi cô ta mở quan thì thấy Dương Bách Xuyên và Ngô Mặc Thu ôm chặt nhau, dường như tay hai người cũng đặt lên chỗ không tiện nói ra lời. Trong lòng cô ta thầm nhủ, chủ nhân cũng phong lưu thật, trong hoàn cảnh thế này vẫn không quên, người đẹp trong lòng đấy. Bị hành động mở quan tài của Ruth cắt ngang, ánh sáng chói mắt cộng thêm không khí mới mẻ, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng lấy lại tinh thần. Chẳng qua Ngô Mặc Thu trong lòng anh còn tỉnh táo lại nhanh hơn, nhìn rõ bản thân, thì lập tức hét lên một tiếng rồi vội vàng buông Dương Bách Xuyên, nhảy ra khỏi quan tài, vẻ mặt đỏ bừng. Nhớ lại một màn trước đó, Ngô Mặc Thu mắc cỡ muốn chết. Người đàn ông họ Dương nào đó ho khan, sắc mặt trắng bệch, bước ra từ trong quan tài, phần eo không nhịn được co rút. Lúc này anh cũng khóc không ra nước mắt, nhìn sắc mặt đỏ bừng của Ngô Mặc Thu, hít một hơi nói, Thu Nhi. Em phá hủy hạnh phúc của anh rồi. Suýt chút nữa là anh đã bị Thu Nhi hủy diệt chỗ nào đó. Tiên sinh, em Ngô Mặc Thu lúng túng. Phụt. Lúc này Ruth cũng thấy rõ, không nhịn được bật cười thành tiếng. Dương Bách Xuyên thúc giục chân khí lượn quanh một vòng, yên tâm không có chuyện gì thì hung ác chừng Ruth, đổi lại một cái chớp mắt đầy quyến rũ của cô ta khiến anh vô cùng mất tự nhiên. Sau đó anh nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện nơi đây giống như một thế giới băng hàn. Đập vào mắt đều là băng đá, chẳng trách lại có ánh sáng. Bản thân giống như đang ở trong thế giới băng. Mặt đất dưới chân anh hệt một tấm gương trong suốt bóng loáng, từng cột trụ làm từ băng như những tác phẩm nghệ thuật. Còn người Dương Bách Xuyên bỗng co rút, đi đến trước một cây cột, nhìn kỹ, phát hiện trên trong trụ băng lại có người. Ruth, cô biết đây là gì không? Dương Bách Xuyên hỏi đối phương. Ruth mờ mịt, chủ nhân, tôi cũng không biết. Xem tình hình chúng ta vẫn đang ở bên trong núi Thánh, thế nhưng tôi chưa từng nghe nói đến thế giới băng này. Dương Bách Xuyên nhìn thấy bên trong khối băng là một người đàn ông nom chừng hơn 30 tuổi, mặc trang phục của người châu U thời xưa, không cần hỏi cũng biết đây nhất định là người có liên quan với gia tộc Ruth. Thưa ngài, bên này cũng có. Ở bên kia, Ngô Mặc Thu cũng phát hiện người bị đông lạnh bên trong trụ băng. Ở bên này nữa, Ruth cũng phát hiện. Ngay lập tức. Ba người quan sát bốn phía, bèn thấy hầu như trong từng trụ băng đều có người sống. Nhìn cách ăn mặc thì họ hầu như đều là những người sống từ xưa đến nay. Phần lớn họ là người châu U, nhưng cũng có một số ít các chủng tộc khác. Người da trắng, người da đen, và người da vàng thì chiếm thiểu số. Dấu vết này chứng tỏ tất cả những người bị đưa đi hiến tế cho gia tộc Dracula trong suốt mấy trăm năm nay đều bị đóng băng tại đây. Mà bên trong sơn động bọn họ đã đi vào trước đó,
Về ao nham thạch nóng chảy và cỗ quan tài kia, một cái là cửa vào, một cái là phương tiện để đến được động băng này. Còn thế giới động băng này, bây giờ nhìn lại, quả không khác gì một chốn bồng lai tiên cảnh tách biệt với đời. Trước đó, lúc nằm trong cỗ quan tài trượt xuống, quan sát cảnh tượng, Dương Bách Xuyên phát hiện ra địa thế vẫn không ngừng đi xuống. Thời gian đã qua hơn nửa tiếng, cộng thêm tốc độ cực nhanh, rất có thể bọn họ hiện đang ở sâu dưới lòng núi Thánh. Chẳng qua không ngờ là nơi đây đã không còn ao nham thạch nóng chảy, mà trái lại trở thành một thế giới đầy băng và tuyết. Chỗ nào cũng toàn động băng, không thấy điểm dừng, không gian cũng rộng lớn, cảnh tượng nào lọt vào tầm mắt hầu như cũng giống nhau. Hệt như một cung điện làm từ băng. Từ hơi thở, có thể cảm thấy những người bị đông lại bên trong mấy trụ băng này không có bất kỳ hơi thở nào. Họ đều là người chết. Trừ chuyện đó ra, hình như cũng không phát hiện thấy gì lạ nữa. Dương Bách Xuyên suy ngẫm rồi nói với Ruth và Ngô Mặc Thu, nơi đây quá rộng, ba người chúng ta chia nhau ra hành động, quan sát khắp nơi xem có phát hiện được gì không. Nếu như Liễu Linh Linh thật sự bị đưa tới, thế thì cô ấy chắc chắn đang ở đây. Dạ thưa ngài. Vâng, chủ nhân. Lúc này ba người bèn chọn ba hướng mà đi, có ai phát hiện ra gì sẽ lên tiếng gọi, trễ nhất là một tiếng sau tụ họp lại tại đây. Xung quanh toàn là cảnh băng giá, đi qua một không gian động băng này thì sẽ gặp cái khác, cứ hệt như đi vào mê cung vậy, cứ cách mỗi một đoạn sẽ có một cái động băng xuất hiện. Thứ khiến cho Dương Bách Xuyên thấy bực bội là chỗ này vẫn không dùng được linh thức, nếu không anh có thể dùng linh thức kiểm tra. Cũng chính vì không dùng được linh thức, nên mỗi bước đi anh đều vô cùng cẩn thận. Không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ nơi này ngập tràn quái dị. Ai cớ ngờ sau khi đi vào từ ao nham thạch nóng chảy thì sẽ nối tiếp với một thế giới đầy băng thế này chứ? Đã nửa tiếng, Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy mình còn đi trong không gian cứ động băng này nối với động băng khác. Anh biết đây không phải là lạc đường, mà là do nơi này thật sự quá lớn, cộng thêm các khối băng toàn trong suốt, óng ánh, nhìn từ nơi nào cũng thấy y hệt nhau. Thật ra là chúng có chút khác biệt, chẳng qua vì không gian quá lớn nên khiến người ta có cảm giác như đi vào mê cung. Đúng lúc này, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chót tai, nghe thì có vẻ là giọng của Ruth. Rít, âm thanh là truyền đến từ bên trái, hơn nữa nghe còn rất xa. Dương Bách Xuyên biến sắc, dưới chân khẽ động, nhanh chóng muốn đi về phía phát ra âm thanh. 3 phút sau, Dương Bách Xuyên nghe được tiếng và đập thật mạnh, có vẻ như trụ băng bị vỡ, rõ ràng là đánh nhau. Chuyện này khiến lòng anh vừa thấy lo lắng cho Ruth, mà cũng thấy nhẹ nhõm. Có đánh nhau chứng tỏ lại phát hiện ra gì rồi. Là tộc lão trong gia tộc Ruth, lão công tước quỷ hút máu à? Hay là bên trong thế giới đầy băng này còn có người khác, hay sinh vật khác tồn tại? Trong lòng nghĩ thế, Dương Bách Xuyên tăng nhanh tốc độ. Bấy giờ anh tin là Ngô Mặc Thu có thể cũng nghe thấy tiếng động rồi, sẽ chạy đến. Nếu như chỉ có vỏn vẹn một lão quỷ hút máu, ba người bọn họ hợp lực sẽ ứng phó được. Tốt xấu gì Ruth cũng có cấp bậc công tước, thực lực sẽ không tệ. Còn bản thân anh thì trong tay có kiếm đồ long, lại thêm tu vi trúc cơ tầng 9 sơ cấp, nếu thật sự dùng hết tất cả bản lĩnh thì thật ra không có gì sợ. Growl, 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 growl. Lần này Dương Bách Xuyên nghe được hai tiếng giống to khác nhau, có của Ruth, còn tiếng còn lại nghe có phần quen thuộc, nhưng mà... anh thật sự không làm rõ được. Sao anh có thể nghe được âm thanh quen thuộc tại châu U chứ? Đến gần mục tiêu rồi, âm thanh nghe cũng chỉ ở nơi cách hơn 10 mét. Dương Bách Xuyên vội vã chui vào một cái hố băng mà nơi dẫn đến hẳn phải là chỗ của Ruth, và nghe âm thanh thì có vẻ như Ruth đang rơi vào bị động. Nếu hiện tại Ruth đã thần phục mình, thì chính là người của mình, Dương Bách Xuyên tất nhiên sẽ không để cô ta chịu thiệt. Đúng lúc này, trong tai Dương Bách Xuyên lại nghe thấy một tiếng hét thảm, a. Thu Nhi. Biểu cảm Dương Bách Xuyên biến đổi. Rõ ràng là Thu Nhi đã chạy đến trước anh, tụ lại với Ruth cùng đánh kẻ địch, nhưng tiếng hét thảm đó đã chứng tỏ Thu Nhi bị thương. Dương Bách Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, anh lập tức xuất hiện bên trong một không gian khối băng vĩ đại. Đây là một không gian rộng mấy trăm mét vuông. Khác với những không gian động băng khác, bên trong nơi này có đồ đạc, nào là giường băng, rồi bàn ghế các loại, cần có đều có hết. Anh không kịp quan sát những thứ này, phóng mắt nhìn đi, thấy Ruth và Thu Nhi đều đang ở trong một góc, nằm dưới đất, dáng vẻ đều là đã bị thương nặng. Khóe miệng Ruth có vết máu, đôi cánh màu vàng sau lưng lộ ra, hai mắt biến thành màu vàng kim nhàn nhạt.
Còn Ngô Mặc Thu thì đã sớm hiện nguyên hình, nhìn qua thì cơ thể chân linh có phần xám xịt. Biểu cảm của bọn họ lúc này đều đầy căng thẳng. Đứng đối mặt với bọn họ là một bóng dáng xinh đẹp, hiện đang quay lưng về phía Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này Dương Bách Xuyên lại thấy sửng sốt. Bởi vì anh thấy rất quen mắt. Chưa hết, quan trọng là bóng dáng xinh đẹp đang quay lưng về phía anh, đánh với Ruth và Ngô Mặc Thu, mặc một bộ phượng bào gấm rực rỡ kiểu Trung Hoa cổ đại. Ngài mau đi đi, chủ nhân mau đi đi. Hầu như cùng một khoảnh khắc, sau khi Ruth và Ngô Mặc Thu nhìn thấy Dương Bách Xuyên, họ đều lên tiếng bảo Dương Bách Xuyên mau đi đi. Bất kể là Ruth hay là Ngô Mặc Thu, ai giao thủ với người kia cũng thua thiệt rất nhiều. Đối phương rất mạnh, năng lực chèn ép hai người Ruth và Ngô Mặc Thu, rõ ràng là cường giả cấp bậc hơn cả tiên thiên. Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhưng anh lập tức hừ lạnh. Đi không phải tính cách của anh. Kiếm đầu long trong tay vung lên, anh vận chuyển chân khí, lập tức chém một kiếm về phía bóng dáng xinh đẹp kia, chạm. Đúng là anh cũng cảm nhận được hơi thở của bóng dáng xinh đẹp đang quay lưng về phía mình rất khủng khiếp, mạnh hơn cả rút một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, vẫn chưa đến mức anh không đánh nổi rồi bỏ chạy. Bên trong kiếm đồ long có kiếm khí huyền hoàng, đây là chỗ dựa của anh, sức mạnh công kích là lớn không ai bằng, nào có đạo lý bỏ chạy. Một kiếm chém xuống, kiếm khí mạnh mẽ lập tức hình thành, hệ như rồng lượn mà điên cuồng lao về phía bóng hình xinh đẹp đang quay lưng kia. Bóng hình đó hệt như cảm nhận được sự bất phàm từ uy thế trong một kiếm của Dương Bách Xuyên, không muốn đụng độ chính diện, bóng dáng lập tức lóe lên, vậy mà lại bất thình lình biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, phía sau Dương Bách Xuyên vang lên một tiếng cười lạnh. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là thằng nhãi nhà anh, đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ anh vì tìm tôi mà đuổi đến tận châu U. Thằng nhãi kia, hôm nay bà đây sẽ tính thủ mới, nợ cũ với mi hết một lượt. Hừ. Ngay sau khi âm thanh này kết thúc, Dương Bách Xuyên vừa quay đầu, biểu cảm đã biến đổi, là cô. Không sai, chính là bà đây. Dương Bách Xuyên, đã lâu không gặp, bà đây ngày đêm đều nhớ đến mi đấy. Bóng dáng xinh đẹp này không hề phải ai khác. Dương Bách Xuyên tuyệt đối không ngờ, kia lại chính là nữ ma đầu Hồng Phất. Ai mà ngờ được, ở châu U xa xôi, nơi tộc lão gia tộc Rút ngủ say, tại thế giới băng giá này, anh lại gặp phải nữ ma đầu Hồng Phất. Mẹ nó, cái quái gì đang xảy ra vậy? Từ sau khi nghĩ cách cứu viện Ngô Mặc Thu rồi thoát khỏi trò lừa nữ ma đầu Hồng Phất bày ra trước đó, Dương Bách Xuyên chưa từng nghe được bất cứ tin tức nào về ả nữa. Trước đây anh còn đặc biệt bảo Ngô Nam đi tìm nữ ma đầu này, nhưng lại không có tin tức gì. Bây giờ ở lại xuất hiện ở Pháp, tại châu U, chẳng trách cục tình báo thần Long Đàm của Ngô Nam không tìm được. Nữ ma đầu cô sao lại xuất hiện ở đây? Dương Bách Xuyên gằn giọng hỏi. Ha ha ha. Trong miệng nữ ma đầu Hồng Phất phát ra một hồi cười khan chói tai, rồi ả lập tức im lặng, đứng đối mặt với Dương Bách Xuyên. Ả không hề vội ra tay, mà chỉ nói với giọng lạnh lẽo và khuôn mặt đầy oán hận, bà đây phải trốn chui trốn nhủi, đi tha thương nơi đất khách quê người, còn chẳng phải là bị mi chèn ép sao. Không ngờ mi dám cho người của chính quyền đứng ra truy lùng bà đây, còn khiến cho bà dây suýt nữa là mất hết võ công. Dương Bách Xuyên, mi hại bà đây thật là thê thảm. May mà bà đây theo một người quen cũ của mi đến được châu U. Đến đây rồi, trong họa có phúc, bà đây lại phát hiện được một gia tộc quỷ hút máu, một con rơi thối muốn mang bà đây đi hiến tế, rồi bà đây bị đưa đến cái động băng này, nhưng bà đây đã hút khô công lực của một con rơi già, từ đó không chỉ khôi phục lại thương thế nhờ mi ban tặng, còn đột phá đến cảnh giới ngụy kim đan. Ha ha ha! Nữ ma đầu Hồng Phất điên cuồng cười, sau đó lên tiếng với một cái động băng khác, Trần Bách Vạn. Ông ra đây đi, ra mà gặp bạn cũ của ông này. Hôm nay hẳn là hai chúng ta phải chiêu đãi bạn cũ này cho thật tốt. Sau khi ma nữ Hồng Phất dứt lời, một người trung niên đi ra từ góc khác của đại điện băng, ông ta nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên bằng vẻ mặt nham hiểm. Đây không phải là Trần Bách Vạn sao? Lúc trước để ông ta chạy toát ở sông ngầm, hiện giờ lại xuất hiện ở châu U, hơn nữa còn ở cùng một chỗ với ma nữ Hồng Phất, thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Kẻ địch của Dương Bách Xuyên cùng tụ tập lại với nhau. Trần Bách Vạn cũng xem như là kẻ địch đầu tiên của Dương Bách Xuyên, lúc đó anh đã hạ gục sát thủ Sương Hoa ở vùng Tây Bắc nơi Trần Bách Vạn phụ trách, hiện tại nhìn thấy ánh mắt hận không thể xé xác anh của Trần Bách Vạn, Dương Bách Xuyên cũng không hề thấy lạ.
Mà trong mắt của Trần Bách Vạn, Dương Bách Xuyên chính là kẻ thù nguy hiểm nhất trong cuộc đời của ông ta, nếu không giết chết Dương Bách Xuyên thì ông ta sẽ không yên tâm được. Dương Bách Xuyên giết chết em trai ruột Trần Bách Thiên của ông ta, hủy diệt tổ chức Xương Hoa mà một tay ông gây dựng, đây chính là kẻ thù sinh tử. Bao nhiêu ngày qua, Trần Bách Vạn đều mong đợi ông ta sẽ giết chết được Dương Bách Xuyên. Mà hôm nay cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Ông ta dựa vào một cường giả ma nữ Hồng Phất. Điều quan trọng nhất là, dưới sự giúp sức của ma nữ Hồng Phất, bây giờ Trần Bách Vạn ông cũng đã là một cao thủ. Ông ta không còn là Trần Bách Vạn chỉ với tu vi ám kình như ngày xưa, mà là Trần Bách Vạn tiên thiên tầng 9. Dương Bách Xuyên. Trần Bách Vạn nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Bách Xuyên, gọi lớn lên của anh. Trong mắt của Dương Bách Xuyên, khí thức của Trần Bách Vạn vậy mà nhảy lên tới tiên thiên tầng 9 cao cấp, thật sự là khó mà tin được. Ma nữ Hồng Phất còn lợi hại hơn, trước kia chỉ mới là trúc cơ sơ đẳng, hiện tại đã bay được rồi, khí thức còn mạnh hơn cả công tước Rút. Có điều, nghĩ lại lời ả vừa nói, bây giờ ả là cái gì mà giả kim đan? Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy từ này, cảnh giới giả kim đan. Chẳng lẽ không phải là cảnh giới kim đan chân chính, mà chỉ là chuẩn bị lên kim đan. Trong đầu nhanh chóng kiểm tra thông tin về tu luyện kim đan, Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ra ả có ý gì. Tình huống hiện tại của ma nữ Hồng Phất quả thật là cảnh giới giả kim đan. Bởi vì lấy tiêu chuẩn của giới tu chân mà nói, trước khi bước vào kim đan, bắt buộc phải trải qua một lần thiên kiếp thì trong cơ thể mới kết ra được kim đan. Cảnh giới kim đan và trúc cơ kỳ chỉ chênh kém nhau một giới mà thôi, nhưng một giới này lại không đơn giản như bình thường. Bởi vì cảnh giới kim đan chân chính nằm ở kim đan dưỡng thần. Như thế nào là dưỡng thần? Dưỡng thần chính là đặt linh hồn vào kim đan để bồi dưỡng, đây mới là cảnh giới kim đan chân chính, sau khi thành công đạt tới kim đan dưỡng thần, về sau cho dù là cơ thể bị hủy thì thần hồn vẫn có thể tồn tại một thời gian, chỉ cần tìm được cơ thể ký sinh trong thời gian thì có thể kéo dài sinh mệnh. Vậy nên cảnh giới kim đan có một câu khẩu hiệu tu luyện là, tu luyện thành kim đan thì thần hồn sẽ còn mãi. Chỉ cần kim đan còn tồn tại, thần hồn mới có thể ở trong kim đan, không ngừng vận hành. Trên lý thuyết thì tuổi thọ của người đạt tới cảnh giới kim đan là vô thời hạn. Đương nhiên, tuổi thọ kim đan kỳ vô hạn là không thể, nhưng trong truyền thừa của Dương Bách Xuyên có ghi chép, kim đan thọ nhất kéo dài tới 1.200 năm. Trên thực tế, nếu như một người tu luyện đạt tới kim đan, nếu như tu vi của họ bị kẹt ở bình cảnh không thể đột phá, chức năng của cơ thể sẽ bị lão hóa, cơ thể đó sẽ vẫn chết như thường, có điều thần hồn của kim đan kỳ vẫn có thể sống vô thời hạn miễn là nó tìm thấy vật dẫn. Điểm này đã được thể hiện trên cơ thể của chị em Lục Tuyết Hy, chị em Lục Tuyết Hy là cảnh giới kim đan kỳ, nhưng sau khi tới trái đất, thân xác của Lục Tuyết Hy ngã xuống, sau đó thì hai chị em họ sống chung trong một thể xác, sống gần nghìn năm cho tới bây giờ. Vì thế, sau khi đạt tới cảnh giới kim đan, thần hồn quả thật là có thể sống vô thời hạn. Điều kiện đầu tiên là phải tìm được vật dẫn, nếu như không có vật dẫn ký sinh, sau khi tồn tại một thời gian nhất định, thần hồn sẽ tan thành mây khói. Vậy nên đạt tới cảnh giới kim đan có lợi ích rất lớn, không đơn thuần chỉ là kéo dài tuổi thọ. Nếu như thực lực tu vi có thể đạt tới một bước nhảy vọt, kim đan mang thần hồn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, từ đó tu luyện thi triển ra pháp thuật cường đại. Tu chân giả kim đan chân chính, nhưng mà, đạt tới kim đan dễ như vậy sao? Chướng ngại vật cơ bản nhất là vượt qua thiên kiếp, chấp nhận thử thách của thiên đạo. Nếu có thể vượt qua được thì mới là cảnh giới kim đan chân chính, tu sĩ kim đan. Có điều, trong truyền thừa của Dương Bách Xuyên có một câu miêu tả về thiên kiếp 10 người độ kiếp 9 người thua. Câu này có thể được phóng đại gấp 10, gấp trăm lần trong môi trường điều kiện khắc nghiệt về tài nguyên tu luyện. Nói cách khác, 100 người thậm chí là 1.000 người độ kiếp, xác suất thành công chỉ có 1 phần 10 mà thôi. Thiên kiếp là thử thách của thiên đạo. Mà thiên kiếp khi trở thành kim đan mới là khảo nghiệm lớn nhất của mỗi người tu đạo. Khí tức lúc này của ma nữ Hồng Phất quả thật là rất cường đại, vượt qua cả tiên thiên tầng 9, hay là cảnh giới trúc cơ kỳ tầng 9, nhưng một câu giả kim đan của ả khiến trong đầu Dương Bách Xuyên đào bới ra một lượng tin tức về giả kim đan, bây giờ anh đã hiểu, lúc này ma nữ Hồng Phất vẫn chưa độ kiếp. Vì thế ả mới chỉ được xem là giả kim đan mà thôi, hoặc nói đúng ra là cảnh giới kim đan. Không phải tu sĩ kim đan chân chính. Thực lực này có lẽ là nằm giữa trúc cơ tầng 9 đại viên mãn và cảnh giới kim đan chân chính. Chỉ có độ kiếp thành công thì ả mới tính là tu giả kim đan.
Sau khi hiểu rõ những thứ này, trong lòng Dương Bách Xuyên thoải mái hơn chút, chỉ cần không phải kim đan chân chính thì dễ giải quyết rồi. Nghĩ như vậy, Tửu Tiên lão đầu có lẽ mới chỉ dừng ở cảnh giới kim đan, mà không phải cảnh giới kim đan chân chính, ngay cả quỷ hút máu rút cũng vậy. Đương nhiên, cảnh giới của võ cổ giả được gọi là hư cảnh, Dương Bách Xuyên cũng không biết trong cơ thể võ cổ giả có kim đan hay không, nhưng tu đạo vạn pháp quy nhất, có một điểm nhất định phải giống nhau, đó chính là thử khách độ thiên kiếp. Còn về quỷ hút máu, Dương Bách Xuyên quả thật không hiểu lắm, liệu bọn họ có độ thiên kiếp không? Dù sao thì trong cơ thể của Ruth cũng không có kim đan, sức mạnh của bọn họ tới từ máu, tinh thần lực ở trong đầu, chuyện này thì anh vẫn biết. Đối mặt với Trần Bách Vạn hung ác và nụ cười lạnh lẽo của ma nữ Hồng Phất, Dương Bách Xuyên cười nói, hai người bại dưới tay của tôi mà thôi, có gì đâu mà dương oai. Không phải chỉ tăng chút thực lực thôi sao? Lẽ nào hai người cho rằng anh đây ăn chay chắc? Ha ha, Dương Bách Xuyên, tôi không thể không khen ngợi, thằng nhóc như cậu đúng là một kỳ tài ngút trời, trong giới võ cổ, à không đúng, hiện tại nên gọi cậu là người tu chân thì chính xác hơn. Hồng Phất đại nhân đã nói cho tôi biết, cậu rất có thể là người tu chân tới từ Sơn Hải giới. Ồ, mặc dù rất trâu bò, nhưng bây giờ Hồng Phất đại nhân là tu vi kim đan, thực lực của tôi cũng xem như là tiên thiên tầng 9 cao cấp, hôm nay để xem cậu chết như thế nào. Trần Bách Vạn nhắc tới thực lực của bản thân, trên mặt ông ta cực kỳ đắc ý. Từ khi ông ta gặp được Hồng Phất, gần như là một bước lên mây. À, nghe ông nói vậy thật đúng là nguy hiểm, nhưng tôi cũng tò mò, làm sao hai người các ngươi cấu kết với nhau. Hơn nữa trong thời gian ngắn đạt được tu vi như vậy. Dương Bách Xuyên thật sự không nghĩ ra, vì sao hai người họ lại tăng tu vi nhanh như vậy, dựa theo cách nói của ma nữ Hồng Phất. Bọn họ hấp thu quỷ hút máu ở nơi này để gia tăng tu vi, nhưng Dương Bách Xuyên không tin là chỉ dựa vào những thứ này. Hừ, muốn biết, đợi bà đây tiến cậu xuống địa ngục hỏi Diêm Vương nhé. Ma nữ Hồng Phất rất hận Dương Bách Xuyên, ả hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay. Ả vừa dứt lời thì đã biến mất tại chỗ. Chủ nhận cẩn thận, tốc độ của ả rất nhanh, Ngô Mặc Thu nhắc nhở. Dương Bách Xuyên sớm đã đề phòng, trong lúc ma nữ Hồng Phất nói chuyện, anh biết ả muốn động thủ. Anh thầm triệu hoán khôi giáp ra, lập tức trên người anh xuất hiện một bộ khôi giáp lấp lánh màu xanh lam. Đồng thời kiếm đồ long trong tay anh cũng vung lên, tạo thành một vòng phòng ngự. Vậy mà, Dương Bách Xuyên đã coi thường ma nữ Hồng Phất. Anh ta tạo một lớp phòng ngự quanh thân, nghĩ rằng ma nữ Hồng Phất biến mất tại chỗ sẽ tấn công từ phía sau hoặc là xuất hiện ngay bên cạnh. Lúc này, Ruth lại nhắc nhở chủ nhân, cẩn thận trên đỉnh đầu. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì sững người, anh cũng cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có một đạo kình phong ập tới, lập tức nghiêng đầu tránh. Đỉnh đầu tránh được một kích, nhưng tốc độ của ma nữ Hồng Phất này quá nhanh, cú đánh của ả giáng xuống bả vai. Ha ha! Dương Bách Xuyên cảm nhận được cơn đau rát trên vai mình, anh không hề do dự vung kiếm lên. Nhưng kiếm lại chém vào khoảng không. Quác quác, Dương Bách Xuyên hôm nay bà đây từ từ chơi chết cậu. Trần Bách Vạn ông đi giải quyết hai con nhỏ kia, nhớ là đừng giết chết, giữ lại bọn họ để uống máu luyện công. Trong nháy mắt, ma nữ Hồng Phất xuất hiện cách Dương Bách Xuyên hơn 10 mét để phân phó Trần Bách Vạn, dù sao Ruth và Ngô Mặc Thư đều bị trọng thương, vì vậy ả để Trần Bách Vạn đi xử lý bọn họ. Còn ma nữ Hồng Phất sẽ tra tấn Dương Bách Xuyên từ từ, để báo thù mấy lần làm hỏng chuyện tốt của ả. Trên bả vai của Dương Bách Xuyên bị móng tay sắc bén của ma nữ Hồng Phất khoét ra 5 vệt máu. Hiệp thứ nhất đã chịu thua thiệt, khiến anh khiếp sợ thực lực của ma nữ này, đồng thời cũng rất tức giận, nhất là khi nghe ma nữ Hồng Phất muốn chơi chết anh, Dương Bách Xuyên tức tới bốc khói. Anh nhìn chằm chằm ma đầu Hồng Phất, Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, muốn chơi ai đó. Lão yêu bà, chơi lũ khốn kiếp thích hợp với bà hơn đấy, hôm nay anh đây cũng muốn xem thử, bà rốt cuộc thành tinh tới mức nào. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên vươn ngón tay ngoáy tai như đang gãi ngứa. Trong tay anh còn một con át chủ bài, nếu tốc độ của anh không nhanh bằng ma nữ Hồng Phất, vậy chỉ còn cách để sức mạnh cuối cùng trong lỗ tai xuất mã thôi. Con át chủ bài có thể giấu vào tai Dương Bách Xuyên, đương nhiên là linh trùng nhân diệt. Dương Bách Xuyên lặng lẽ lấy linh trùng nhân diệt ra khỏi tai, anh ra lệnh cho trùng tử chuẩn bị quấy nhiễu ma nữ Hồng Phất. Bởi vì Dương Bách Xuyên biết tốc độ của trùng tử rất nhanh, hơn nữa bản tính trùng tử mẫn cảm, ở nơi này không thể sử dụng linh thức. Nhưng trùng có thể cung cấp cho Dương Bách Xuyên sự trợ giúp lớn nhất. Chỉ cần trùng tử có thể trốn trên người ma nữ Hồng Phất,
cho dù là di chuyển nhanh như thế nào đi nữa thì Dương Bách Xuyên vẫn có thể dựa vào khế ước giữa anh và trùng tử, để tìm được chính xác vị trí của ả. Quả thật, bàn về tu vi hay lực thực thì ma nữ Hồng Phất đều mạnh hơn anh, nhưng kiếm đồ long trong tay Dương Bách Xuyên lại có một cỗ kiếm khí thần bí, đây mới là sức mạnh kiên cường, trước kia ma nữ Hồng Phất cũng không dám chạm mặt. Điều này đủ để chứng minh, ma nữ Hồng Phất sợ thanh kiếm đồ long trong tay anh. Theo như lời của Chiêm Yêu Nghiệt Chiêm Khánh Nhân từng nói, kiếm đồ long trong tay anh là tiên khí vượt qua cả cấp bậc linh khí. Mà trong lòng Dương Bách Xuyên, kiếm đồ long có phải là tiên khí hay không cũng rất khó nói, bởi vì tình huống ban đầu của kiếm đồ long, ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng không nhìn thấu. Sư phụ Vân Thiên Tà của anh là nhân vật cấp bậc gì cơ chứ? Sợ là ngay cả tiên khí chân chính ông cũng gặp qua rồi, sao có thể không phát hiện ra lai lịch của kiếm đồ long được? Vì thế Dương Bách Xuyên ỷ vào việc mình có kiếm đồ long, cộng thêm những bất ngờ mà trùng tử mang lại cho anh, Dương Bách Xuyên quả thật không hề sợ hãi với lời đe dọa của ma nữ Hồng Phất. Trùng tử suýt nữa đã ăn sạt nhà anh, mỗi ngày một giọt máu tươi không nói, lần trước ở trong bình càn khôn, sau khi trùng tử tìm thấy nước sinh mệnh, một hơi đã hút sạch 6 giọt nước sinh mệnh mà không chết, chỉ lớn bằng móng tay út, mặc dù không xảy ra vấn đề gì, nhưng từ khi phát hiện ra lợi ích của nước sinh mệnh, mỗi ngày ngoại trừ một giọt máu của anh, nó còn nuốt 3 giọt nước sinh mệnh, điều này khiến Dương Bách Xuyên nhức nhối không thôi. Dương Bách Xuyên nắm trùng tử trong lòng bàn tay, chuẩn bị tìm cơ hội để thả ra ngoài, để trùng tử dính lên người ma nữ Hồng Phất. Mà đúng lúc này, ma nữ Hồng Phất lại nhìn anh rồi cười lạnh một tiếng, sau đó ả làm một động tác giang hai tay, trong miệng còn đọc một chuỗi thứ tiếng cổ quái. Lúc này, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được linh khí xung quanh đang dao động. Cũng cảm giác được có gì đó không đúng, đang định đáp trả thì phát hiện hai chân mình ớn lạnh. Nhìn xuống, anh phát hiện dưới chân mình có băng, không biết từ khi nào chân anh đã bị đóng băng lại. Muốn di chuyển là điều không thể. Mẹ kiếp sơ ý rồi, trong lòng Dương Bách Xuyên mắng thầm một câu, nhất định là vừa rồi ma nữ Hồng Phất mượn lúc nói chuyện với Trần Bách Vạn để thi triển pháp thuật, anh cũng quên mất, ma nữ Hồng Phất cũng là người đến từ Sơn Hải giới. Hơn nữa sau khi tu vi của ả đạt tới cảnh giới kim đan đã có thể thi triển pháp thuật, ít nhất là nhiều hơn anh. Tâm vừa động, chân hỏa bùng cháy lên, muốn làm tan khối băng dưới chân. Chân hỏa bốc lên, băng dưới chân quả thật đã có dấu hiệu tan chảy, cũng không phải pháp thuật gì mạnh mẽ. Có điều tan chảy băng cũng cần thời gian. Trong lúc Dương Bách Xuyên thi triển chân hỏa, anh nghe ả ta quát một tiếng, băng tiễn. Vừa dứt lời. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ma nữ Hồng Phất làm một động tác tay không bắn cung, ở giữa hai tay cô đột nhiên xuất hiện 3 mũi tên băng sắc bén, trong nháy mắt lao thẳng đến mi tâm, ngực và đan điền của Dương Bách Xuyên. Cảnh này khiến Dương Bách Xuyên hoảng sợ toát cả mồ hôi lạnh. Mặc dù đôi chân anh tạm thời bị đóng băng không thể di chuyển nhưng hai tay thì vẫn cử động được. Nắm bắt thời cơ, anh đưa tay ra, đầu ngón tay xuất hiện 2 giọt máu tươi, miệng lẩm bẩm, chú tinh huyết, nước phun, đất lở. Pháp thuật hiện tại anh có thể thi triển chính là 5 chú tinh huyết trong vu thuật, chỉ là 5 pháp thuật nhỏ, cũng không biết có hiệu quả với 3 mũi tên băng của ma nữ Hồng Phất không. Trong nháy mắt, chú tinh huyết đã được thi triển, một giọt máu tươi vỡ ra, tạo thành màn nước cách anh 3 mét, băng cũng là nước, Dương Bách Xuyên đương nhiên có thể chuyển hóa băng thành nước. Sau đó, mặt đất nổ ra một tiếng răng rắc, tạo thành một khe nứt lấy Dương Bách Xuyên làm trung tâm đi thẳng tới ma nữ Hồng Phất đang đứng cách đó 10 mét. Pháp thuật hệ thổ trong chú tinh huyết, chỉ cần là nơi có bùn đất thì anh đều có thể khống chế, lớp băng dưới chân anh trực tiếp nứt ra. Dù sao thì nơi này nằm trong núi, dưới mặt băng cũng là đất không phải hay sao? Trong nháy mắt, mũi tên băng đầu tiên của ma nữ Hồng Phất đã bắn lên màn nước của Dương Bách Xuyên, một tiếng, bọt nước văng tung tóe, mũi tên này đã phá vỡ màn nước của anh. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là màn nước của anh đã bị phá vỡ. Nhưng mũi tên băng của ma nữ Hồng Phất lại không bị vỡ vụn, đầu mũi tên chỉ xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó đã xảy ra một chuyện khiến Dương Bách Xuyên sụp đổ, thổ băng chi thuật, trên mặt băng nứt ra một vết rộng nửa mét, đúng là có hiệu quả, nhìn qua cũng không tệ, băng nứt tới 9 mét thì dừng lại, không tiến thêm một ly nào nữa. Anh quên mất phạm vi thi triển chú tinh huyết của anh chỉ được 9 mét, thuật thổ băng chưa kịp tới chân của ma nữ Hồng Phất đã dừng lại. Lần này vừa xấu hổ vừa nguy hiểm. Hồng Phất ở phía đối diện, đầu tiên là sững sờ trước pháp chú của anh, sau đó ả ta cười vang. Ha 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 Dương Bách Xuyên,
cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? À, ta không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ thi triển pháp thuật, tiếng mưa to sấm chớp bắt đầu vang lên. Không thể nghi ngờ, bàn về uy lực của pháp thuật thì ma nữ Hồng Phất cao hơn anh một bậc, đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến tu vi của hai bên. Cuộc giao đấu pháp thuật của hai người đã kết thúc trong thời gian ngắn. Nhìn thấy mũi tên thứ nhất sắp bay tới mình mà khối băng dưới chân vẫn chưa hòa tan, chóp mũi anh cũng đổ cả mồ hôi lạnh. Bây giờ anh ta chỉ có thể hy vọng khôi giáp trên người có thể chịu được mũi tên tiếp theo. Ngay sau đó, vào thời điểm quyết định này, lòng bàn tay Dương Bách Xuyên nóng lên, giây tiếp theo, vật nhỏ màu trắng sữa vèo một cái xông về phía băng tiễn. Keng 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 sau 3 tiếng vang thanh thúy, mũi tên băng của ma nữ Hồng Phất hóa thành mảnh vụn. Sao có thể, đang cười lớn, ma nữ Hồng Phất đột nhiên im bặt, mở to mắt nhìn 3 mũi tên sắp bắn vào điểm yếu của Dương Bách Xuyên, nhưng lại hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt. Chỉ có Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, anh biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là trùng tử ra tay rồi. Trùng tử vừa bay ra, 3 mũi tên băng của ma nữ Hồng Phất đã vỡ nát như bã đậu phụ. Sau một đòn thành công, trùng tử lại bay về tay của Dương Bách Xuyên, không hề có chút dao động này. Thiên phú của trùng tử đúng như những gì sư phụ Vân Thiên Tà đã nói, nó có năng lực miễn nhiễm với rất nhiều pháp thuật. Nói cách khác, khi nó công kích, sẽ không sinh ra dao động linh lực, có thể không một tiếng động tấn công người khác, hơn nữa bản thân vốn là ấu trùng, hình thể chỉ nhỏ bằng móng tay út, người bình thường quả thật là rất khó phát hiện. Răng rắc. Lúc này khối băng dưới chân Dương Bách Xuyên gần như tan chảy, đột nhiên anh dùng sức, rắc một tiếng, hai chân có thể cử động ngay tức khắc. Mà ngay lúc này, ma nữ Hồng Phất cũng đã phản ứng kịp tung đòn thứ hai, vẻ mặt của ả ta âm trầm. Hai tay đặt giữa mi tâm, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc chú, sau đó phất tay không về phía Dương Bách Xuyên. Một giây sau, trên đầu và quanh người Dương Bách Xuyên xuất hiện rất nhiều đóa hắc liên. Trông rất yêu dị. Cũng không biết nữ ma đầu này thi triển pháp thuật đen gì, lại xuất hiện loại hắc liên yêu dị này, có điều Dương Bách Xuyên cũng không hề cảm thấy nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, hắc liên gần như là bao quanh người Dương Bách Xuyên. Lần này, thủ đoạn của Dương Bách Xuyên rất đơn giản và thô lỗ, anh vung kiếm đô long trong tay lên, và chém thẳng vào hai bông hắc liên đang tiến tới trước mặt anh. Mà lúc này, ma nữ Hồng Phất lại nở nụ cười lạnh. Vù vù. Sau 2 tiếng, Dương Bách Xuyên lạnh cả người. Anh dùng toàn lực chém ra một kiếm, hai đóa hắc liên lập tức bị kiếm đô long chém thành 4 cánh. Nhưng là, có phải quá dễ dàng rồi không? Giống như dùng nắm tay đấm mạnh vào bông gòn. Chuyện khác thường chắc chắn có biến. Có vấn đề, có gì đó kỳ quái. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang nghĩ như vậy, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là chuyện lớn. Anh thấy bông hắc liên bị chia thành 4 cánh, bên trong đột nhiên bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ vô cùng. Giống như sức có 2 ngọn núi xuất hiện trên người, trong nháy mắt một áp lực nặng nề đè lên cơ thể Dương Bách Xuyên. Chỉ một sai lầm, Dương Bách Xuyên gần như bị đè xuống dưới đất. Trong nháy mắt chân trái của anh khuỵu xuống, bị áp lực cực lớn đè lên tạo thành tư thế quỳ một gối. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên đã thật sự sốc nặng. Đây mới chỉ là lực lượng của 2 đóa hắc liên, xung quanh anh còn có 16 đóa đang chậm rãi giáng xuống, bọn chúng đang tiến lại gần anh. Anh thầm nghĩ, nếu cả 16 đóa hắc liên đều vỡ ra, liệu anh có bị ép thành bánh thịt hay không? Vào lúc này, Dương Bách Xuyên trông thấy ma nữ Hồng Phất đứng cách đó không xa nở nụ cười, trong tay ả ta xuất hiện một thanh linh khí, đây là một thanh đao dài tỏa ra u tối, giống như một kiếm samurai từ một quốc đảo, nhưng nó hoàn toàn khác, lưỡi đao khắc hoa văn và chuôi đao là một chiếc đầu lâu. Ngay lập tức, ma nữ giơ dao lên, cười nham hiểm rồi từng bước đi về phía anh. Vẻ mặt của nữ ma nữ Hồng Phất lúc này thật sự như mèo vờn chuột, bộ dáng như muốn chơi chết anh. Ả ta rất đắc ý. Keng, hắc liên lại vỡ thêm 2 đóa. Ngay lúc này, mặt băng dưới chân Dương Bách Xuyên nứt toác, lưng anh cũng khom xuống. Trọng lực to lớn lần nữa ập xuống cơ thể anh, lần này Dương Bách Xuyên khom lưng xuống, bởi vì áp lực này vừa dày vừa nặng, anh ta đột nhiên ập đến khiến sức chịu đựng của anh đạt tới cực hạn, nếu lại có thêm một bông hắc liên nổ tung, anh biết mình chắc chắn sẽ nằm trên đất. Đừng nói tới còn nhiều bông hắc liên như vậy. Nhìn thấy thanh đao của ma nữ Hồng Liên đang bổ tới gần, Dương Bách Xuyên mắng thầm, lão yêu bà chuẩn bị lấy mạng anh. Làm sao bây giờ? Vẫn còn rất nhiều hắc liên chuẩn bị nổ tung,
cho dù ma nữ không ra tay, áp lực cực lớn cũng có thể khiến anh ăn đủ, có nhiều nhìn dáng vẻ này của ma nữ là muốn một đao trẻ anh đây mà. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng, trong đầu anh rối loạn, trong lúc nhất thời không biết nên phải làm gì. Vào lúc này, đột nhiên có biến hóa. Đôi khi bất ngờ thường xảy ra trong lúc vô tình nhất. Trùng tử xuất hiện cho Dương Bách Xuyên một vui mừng lớn. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên cũng xem như biết được sự lợi hại của trùng tử, không uổng công sư phụ Vân Thiên Tà đã đánh giá cao nó, thật đúng là cho anh một bất ngờ lớn. Rắc 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 rắc, nghe giống như âm thanh của bánh quy vang lên. Dương Bách Xuyên ngẩn ra, sau đó là mừng như điên. Chỉ thấy cơ thể nhỏ tới mức có thể bỏ qua của trùng tử đang cắn nuốt hắc liên to hơn nó gấp trăm gấp nghìn lần. Điều này khiến Dương Bách Xuyên trừng to hai mắt. Anh thầm tặc lưỡi, lẽ nào trong bụng trùng tử còn có một bình càn khôn khác sao? Trong tầm mắt của anh, trùng tử mở cái miệng nhỏ cắn về phía hắc liên, đóa hắc liên sẽ tan biến, hơn nữa tốc độ còn nhanh như chớp. Không đến ba hơi thở, quanh người Dương Bách Xuyên không còn một bông hắc liên nào, toàn bộ đều trùng tử nuốt chừng. Đơn giản chính là trùng tử nghịch thiên, ngay cả hắc liên cũng có thể cắn nuốt. Điều này khiến Dương Bách Xuyên có một loại ảo giác, thứ mình nuôi không phải là trùng tử mà là tỳ hưu. Lúc này, người khiếp sợ nhất chính là ma nữ Hồng Phất. Ả ta vốn dĩ còn đang cầm đao trong tay, chuẩn bị dưới uy lực của hắc liên, định một đao chém chết Dương Bách Xuyên. Ai mà biết, trong nháy mắt pháp chú hắc liên mà ả ta phải trả một cái giá đắt để thi triển ra lại hoàn toàn biến mất. Biến mất không thấy đâu. Một màn này quả thật là quá quỷ dị. Bước chân đang đến gần Dương Bách Xuyên đột nhiên dừng lại cách 4, 5 mét. Ả ta sững người. Quá mức hoang đường. Trong mắt ma nữ Hồng Phất, Dương Bách Xuyên đúng là một quái thai không thể đối xử theo lẽ thường, vì vậy cô không dám đến gần Dương Bách Xuyên. Cậu làm sao có thể? Ma nữ Hồng Phất mở to hai mắt hỏi Dương Bách Xuyên. Ha ha, cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Dương Bách Xuyên cười lạnh, anh dùng giọng điệu giống như vừa rồi trả lại cho ả ta. Đương nhiên, anh sẽ không nói cho ma nữ Hồng Phất biết, vừa rồi chính là trùng tử đã hóa giải pháp chú hắc liên của ả ta. Trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Dương Bách Xuyên dứt lời, đột nhiên anh vung kiếm bổ tới ma nữ Hồng Phất. Sắc mặt ma nữ thay đổi, thân đao đen như mực xẹt qua, lập tức trên lưỡi đao của ả ta xuất hiện vết máu, phát ra một ánh sáng u tối. Ánh mắt rét lạnh, đồng thời cũng nghênh đón một kiếm của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Đây mới là lần đầu tiên cả hai mạnh mẽ đối đầu. Rắc rắc rắc, mặt băng bốn phía trong đại điện đang nứt ra, cột băng cũng bắt đầu vỡ nát. Dương Bách Xuyên có kiếm đồ long thần bí, bên trong có huyền hoàng kiếm khí, uy lực của một kiếm này không hề yếu. Mà ma nữ Hồng Phất cũng đạt tu vi kim đan, ả ta còn là người tu luyện ma đạo. Cũng là tà tu của Sơn Hải Giới, thủ đoạn cũng không hề đơn giản. Chân khí và kiếm khí cường đại chạm vào nhau, đại điện băng lập tức bị phá hủy. Phụt! Chung quy thì Dương Bách Xuyên vẫn xem thường ma nữ Hồng Phất, mặc dù một kiếm này của anh có hồng hoàng kiếm khí, sức mạnh vô địch, nhưng tu vi giữa anh và ma nữ Hồng Phất lại có một khoảng cách lớn. Anh rên một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu, anh bị ảnh hưởng bởi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Ma nữ Hồng Phất! Cũng may là không phải trọng thương. Trong mắt của ma nữ Hồng Phất, Dương Bách Xuyên cũng không thể xem thường, vừa rồi kiếm của Dương Bách khiến ả cảm thấy bị uy hiếp, cô biết nếu chân khí trong cơ thể mình không mạnh hơn Dương Bách Xuyên. Ả thực sự không dám đón một kiếm này, cũng xem như một lần thử nghiệm. Hiện tại ả đã có thể xác định, vẫn nên cẩn thận với kiếm khí của Dương Bách Xuyên thì hơn. Tránh kiếm khí này thì cô vẫn có thể ứng phó. Rõ ràng là Hồng Phất cảm thấy thanh kiếm trong tay Dương Bách Xuyên là không tầm thường. Vậy nên mới thử thăm dò một chút. Cuối cùng thì cũng dò được chút manh mối. Lúc này ma nữ Hồng Phất không dám khinh thường Dương Bách Xuyên nữa, bùa chú hắc liên rõ ràng đã áp chế được Dương Bách Xuyên, trong lúc dường như có thể đối phó với anh ta, thì nó biến mất một cách kỳ lạ. Hiện tại công thêm thanh cổ kiếm trong tay Dương Bách Xuyên, ma nữ Hồng Phất càng phải cẩn thận hơn. Thật ra, trong lòng ả chưa bao giờ coi Dương Bách Xuyên là một tu chân giả bình thường. Hai người lui lại phía sau, lần nữa xuất kích. Lúc này trong miệng ma nữ Hồng Phất lại vang lên một âm thanh khó hiểu, hiển nhiên là đang thi triển pháp chú gì đó, đồng thời cũng giơ thanh đao trong tay lên đỉnh đầu. Lúc này,
Dương Bách Xuyên không dám có chút lơ là nào, anh phát lệnh công kích với trùng tử, bản thân anh cũng dùng kiếm liều mạng với nữ ma đầu. Thứ nhất là yểm hộ cho trùng tử, thứ hai là để phòng bị. Trùng tử hóa thành một đốm trắng vèo một cái xông về phía ma nữ Hồng Phất, không một tiếng động cũng không có bất kỳ dao động linh khí nào. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên yên tâm hơn. Đồng thời, anh cũng lưu chuyển chân khí, toàn lực thi triển ra một kiếm. Một kiếm thô bạo bổ thẳng về phía ma nữ. Ngay sau đó, anh nghe thấy ma nữ Hồng Phất gầm lên giận dữ, hắc phong sát. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn thấy thanh đao trên đầu ả xuất hiện ma khí giạt rào, bột nhiên bổ về phía anh. Nhưng vào lúc này, Dương Bách Xuyên nở nụ cười, cũng chém lại một kiếm, anh phát hiện trùng tử đã đến trước người ma nữ Hồng Phất. A! À, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng ả. Ầm ầm. Một đao một kiếm chạm nhau cũng gây ra một tiếng đinh tai nhức óc. Trong tiếng kêu la thảm thiết, Dương Bách Xuyên nghe được sự sợ hãi của ma nữ Hồng Phất. Ngay sau đó, anh nhìn thấy cơ thể của ả bị bay ngược ra ngoài. Chắc là do trùng tử làm. Rư. Ma nữ Hồng Phất gầm thét, cơ thể ả bay ngược đập vào trong bức tường băng. Ầm 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 rắc rắc. Cả đại điện băng bắt đầu lắc lư, từng khối băng rơi xuống, mặt đất cũng nứt toác. Cả hai đánh tới đánh lui, lại phá hủy cấu trúc của băng động, khiến toàn bộ đại điện sụp đổ. Dương Bách Xuyên nhìn ma nữ Hồng Phất bị trùng tử đánh lén đập vào tường băng, anh cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, vốn định bổ xuống một kiếm, nhưng tình hình đại điện đã có dấu hiệu sụp đổ, lúc này anh nghĩ mình nên đi giúp Ruth và Ngô Mặc Thu thì hơn. Hai người họ đều bị ma nữ đánh trọng thương, mà Trần Bách Vạn đã đi đối phó với bọn họ, lúc trước Dương Bách Xuyên đã xem qua. Tuy trọng thương nhưng hai người vẫn có thể đánh nhau với Trần Bách Vạn, vì vậy anh mới không gấp gáp. Lúc này vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng của Trần Bách Vạn biến mất ở một góc của đại điện. Mà Ruth và Ngô Mặc Thu đều mang dáng vẻ chật vật, cũng may là không có việc gì. Một tảng băng lớn rơi xuống, Dương Bách Xuyên nghiêng mình đi tới cạnh Ruth và Ngô Mặc Thu, hai người không sao chứ. Chủ nhân yên tâm, tôi không sao. Chủ nhân, bọn em không sao. Rời khỏi đây rồi nói tiếp, nơi này sắp sụp đổ rồi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn về phía ma nữ Hồng Phất bị trùng tử tấn công đập vào tường băng, nhưng lại không thấy bóng dáng của ả, có lẽ là đã chạy trốn. Dương Bách Xuyên cũng không hề lo lắng, trùng tử vẫn chưa trở về, hẳn là đã chui vào trong cơ thể ma nữ, xung quanh đại điện đều là băng. Dương Bách Xuyên cảm ứng với trùng tử, anh dẫn Ruth và Ngô Mặc Thu bước vào một băng động. Anh tin tìm được trùng tử. Ma nữ Hồng Phất sẽ không chạy được, hơn nữa tới bây giờ anh vẫn chưa tìm được Liễu Linh Linh, có lẽ cô bị ma nữ Hồng Phất giấu ở đâu đó. Anh nhất định phải tìm thấy ma nữ và Trần Bách Vạn để cứu Liễu Linh Linh ra ngoài. Đọc full tại Metroid Hot, Việt Nam nhé. Sau khi ba người chui vào động băng, phía sau truyền đến những tiếng kêu vang, hiển nhiên là đại điện đang sụp xuống. Sau đó, họ rảo bước nhanh hơn và tiếp tục đi về phía trước. Cũng may bên phía động băng không có dấu hiệu bị sụp. Kể ra thì kết cấu của lớp băng ở nơi này vô cùng đặc biệt, chưa bàn đến sự kiên cố, Dương Bách Xuyên đoán rằng nếu anh và ma nữ Hồng Phất không sử dụng pháp thuật, có lẽ đánh nhau bình thường chẳng thể nào làm hư hỏng được động băng này nhiều lắm. Cảm ứng được liên hệ của trùng tử khiến Dương Bách Xuyên có thể dẫn Ruth và Ngô Mặc Thu bảy quẹo tám rẽ mà đi xuyên qua băng động như mê cung này. Nhìn địa thế thì có vẻ bọn họ vẫn đang tiếp tục đi xuống dưới. Cũng không biết hiện tại bọn họ đang ở chỗ nào của núi Thánh nữa. Đang chui vào sâu trong núi Thánh hay đang đi vào lòng đất dưới núi Thánh. Dù sao anh vẫn có thể cảm ứng được liên hệ của trùng tử, trước sau gì cũng có thể tìm được ma nữ Hồng Phất và Trần Bách Vạn. Bây giờ anh đã bội phục sư phụ Vân Thiên Tà đến mức dạp đầu xuống đất luôn rồi. Do trước kia ông lão khăng khăng bắt anh dùng trùng tử tinh huyết phù hoa và kể ra các kiểu thiên phú của trùng tử mới có được sự bất ngờ mà trùng tử mang đến cho anh ngày hôm nay. Nghĩ tới thiên phú chống lại được cả trời cao kia của trùng tử, Dương Bách Xuyên kích động trong lòng đến phát run cả lên. Nếu lúc này trùng tử đã chui vào trong cơ thể của ma nữ Hồng Phất, không thể nghi ngờ rằng chuyện đó chắc chắn sẽ mang lại một sự bất ngờ lớn cho anh. Dương Bách Xuyên vô cùng mong đợi. Nghĩ đến đây, anh rảo bước nhanh hơn. Nhưng điều đó lại chỉ làm khổ hai người Ruth và Ngô Mặc Thu phía sau mà thôi. Trước đó hai cô đã bị ma nữ đánh cho thượng nặng, hơn nữa lại còn đánh nhau với Trần Bách Vạn, đã bị thương lại còn nặng thêm. Lúc này lại phải chạy như điên theo sau Dương Bách Xuyên, cuối cùng họ không chống đỡ nổi nữa.
Rút kêu lên một tiếng, khóe miệng hộc ra một ngụm máu và mất thăng bằng ngã xuống đất. Ngô Mặc Thu vội vàng đi đỡ cô ta, nhưng cô cũng đã mềm nhũn ra rồi nên hai người cùng ngã luôn xuống đất. Đến lúc này Dương Bách Xuyên mới nhận ra sự bất thường. Anh dừng lại quay đầu nhìn thử mới phát hiện ra Rút và Ngô Mặc Thu đều ngã xuống đất. Anh vội vàng quay về cạnh hai người và nói, hai người sao thế? Trong lúc nói chuyện, anh quét linh thức qua và nhận ra vết thương của hai cô rất nghiêm trọng. Lúc này anh mới nhận ra, là do mình sơ suất chỉ lo truy tìm ma nữ mà quên đi chuyện trước đó hai cô đã bị thương. Chủ nhân, tôi không sao. Em cũng không sao. Hai người biết Dương Bách Xuyên đang vội vàng tìm nữ mà đầu nên cố gắng chịu đựng mà đứng dậy. Được rồi, đừng cố nữa. Là do tôi sơ suất không để ý tới hai người. Chị thương trước đã, ma nữ và Trần Bách Vạn không chạy được đâu. Vừa nói chuyện, Dương Bách Xuyên bảo hai người há miệng và cho mỗi người một giọt nước sinh mệnh. Bây giờ nước sinh mệnh đã tăng cấp bậc lên rồi, thế nên trên phương diện trị thương lại càng nhanh hơn. 5 phút sau, Ruth và Ngô Mặc Thu đều đã khôi phục. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, đừng cảm ơn vội. Chúng ta đuổi theo ma nữ Hồng Phất và Trần Bách Vạn đi đã. Tôi tin chắc rằng Liễu Linh Linh đang ở chỗ này. Dương Bách Xuyên vừa đi vừa nói chuyện. Ngay sau đó hỏi Ruth, Trần Bách Vạn đã đến gia tộc các cô lâu chưa? Dựa trên tình hình hôm nay thì có vẻ ông ta đã phản bội gia tộc các cô rồi. Theo lời ma nữ Hồng Phất, có vẻ như Amos đã bắt cô ta đến để hiến tế, nhưng cuối cùng lại khiến công lực của cô ta tăng lên. Đúng vậy, tôi có biết về sự xuất hiện của Trần Bách Vạn. Ông ta là thủ lĩnh của tổ chức Sương Hoa tại Trung Quốc. Ông ta đến gia tộc bọn tôi được vài tháng rồi. Nhưng chuyện của tổ chức sát thủ Sương Hoa luôn do Amos phụ trách. Tôi chỉ từng gặp Trần Bách Vạn một lần, chính là lúc tìm ông ta để hỏi thăm tin tức về chủ nhân, sau đó thì không tiếp xúc nữa. Hiện tại xem ra là ma nữ Hồng Phất và Trần Bách Vạn đã sớm biết tình hình của gia tộc bọn tôi, hai người phối hợp với nhau đi vào núi Thánh, hoặc là do Amos đưa ma nữ Hồng Phất vào núi Thánh. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại thì chắc ma nữ tương kế tựu kế để trà trộn vào núi Thánh. Thậm chí còn có thỏa thuận gì đó với Amos, những người hiến tế được Amos đưa vào núi Thánh đều để cho ma nữ và Trần Bách Vạn. Phá vỡ quy định cách 3 tháng vào đêm trăng tròn mới đưa người hiến tế vào trong thành lúc nào cũng đưa người hiến tế vào núi Thánh. Ruth nói chuyện rất bình tĩnh, có vẻ cũng không tức giận chuyện ma nữ Hồng Phất và Trần Bách Vạn phá hủy núi Thánh của gia tộc bọn họ. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, có vẻ cô phân tích khá chính xác. Nhưng công lực của ma nữ Hồng Phất và Trần Bách Vạn tăng nhiều đến thế, nếu tôi đoán không nhầm, chắc là tộc lão của gia tộc các cô đã trở thành vật hy sinh để ma nữ tu luyện tà công rồi. Có lẽ vậy, Ruth vẫn không hề dao động cảm xúc như cũ. Dương Bách Xuyên hiếu kỳ hỏi, cô không buồn chút nào sao? Thưa chủ nhân, tộc lão là thế hệ đi trước, nghiêm túc mà nói thì không chúng tôi không có quan hệ quá mật thiết. Ở trong lòng tôi, tộc lão chỉ là một biểu tượng mà thôi. Dương Bách Xuyên cười lắc đầu, người nước ngoài không có tình thân máu mủ đời đời tương truyền như Trung Quốc. Trong lúc nói chuyện, tầm mắt ba người tối sầm lại. Họ đã ra khỏi động băng và đi đến một nơi có kết cấu nham thạch. Hơn nữa, một chiếc cửa đá xuất hiện ở trước mắt, trên cửa có một pho tượng hình con rơi. Đến nơi đây đã không còn băng nữa. Một mật thất chế tạo từ nham thạch màu xám xuất hiện trước mắt bọn họ. Đây không phải là mộ lớn đó chứ? Thu Nhi thò qua nói. Không biết được, Ruth, núi Thánh có mộ của gia tộc các cô không? Dương Bách Xuyên thuận miệng hỏi. Chủ nhân, cái này tôi cũng không rõ lắm. Có thể có, dù sao trong lịch sử, núi Thánh và gia tộc tôi cũng đã tồn tại mấy trăm, hơn 1000 năm ở châu Âu rồi. Ruth đáp một cách không chắc chắn. Được rồi, hai người lui về phía sau để tôi mở cái cửa đá này. Có hơi thở của ma nữ Hồng Phất ở bên trong. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa giơ kiếm đồ long trong tay lên và bổ một kiếm vào cửa đá. Cửa đá đã chia năm xẻ bảy sau một nhát kiếm, bụi bay tán loạn. Dương Bách Xuyên sợ có cái gì đó quái dị nên không đẩy cửa bằng tay mà phá hủy nó bằng bạo lực luôn. Sau khi bụi đất tan đi, một căn phòng đá u ám xuất hiện. Trông nó vô cùng tối tăm, đúng là trông có hơi giống mộ cổ. Dương Bách Xuyên dẫn đầu bước vào trong phòng đá. Ruth ở bên cạnh lại nhíu mày nói, chủ nhân, tôi cảm nhận được một hơi thở vô cùng mạnh mẽ ở đây, là hơi thở của người trong tộc tôi. Quỷ hút máu. Đúng vậy, hơi thở rất mạnh.
xem một chút rồi nói tiếp. Ba người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước vài bước. Lúc này họ cũng thấy rõ được tình hình bên trong phòng đá, đó là một không gian không lớn lắm nhưng lại được chia đều thành trên dưới 100 không gian nhỏ hơn, bày đầy quan tài bằng đá màu vàng kim. Liếc mắt một cái nhìn thử thì có 28 cỗ quan tài vàng. Khi nhìn về phía trung tâm, ba người lại trông thấy một quan tài không giống bình thường, tỏa sáng nhất ở đó. Một quan tài có màu tím. Trên nắp quan tài có điêu khắc một con rơi rất lớn đang giương cánh bay lượn, mắt nó trợn to trông dữ tợn vô cùng. Chiếc quan tài này cũng là chiếc quan tài duy nhất có điêu khắc hình con rơi. Lúc này rút giật mình, cô ta không kìm lòng nổi mà bước về trước vài bước, mặt chứa sự hưng phấn. Cô ta nhìn quan tài màu tím và tự lẩm bẩm, lời đồn của gia tộc quả nhiên là thật, đúng là quan tài màu tím năm con rơi. Dương Bách Xuyên vẫn đang nhìn bốn phía nhưng không nhìn thấy bóng dáng ma nữ và Trần Bách Vạn. Thấy Ruth định đi về phía quan tài màu tím, anh vội nói, Ruth, đừng đi qua. Nói xong, anh chỉ ngón tay, cảm nhận được trùng tử đang ở bên trong quan tài màu tím. Nói cách khác, ma nữ Hồng Phất đang ở trong đó. Ruth sững sờ hiểu ra, lúc này sắc mặt cô ta có hơi biến đổi và sốt ruột nói, chủ nhân, mau mở quan tài ra. Gia tộc bọn tôi có ghi chép lại về cỗ quan tài màu tím năm con rơi này, trong đó phong ấn tinh hạch của đế vương đời thứ nhất. Nếu ai có được nó sẽ có thể đạt được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Dương Bách Xuyên sửng sốt, tinh hạch đế vương. Đúng vậy thưa chủ nhân, đế vương tôi nhắc đến có cấp bậc vượt qua cả công tước, gọi là đế vương. Tinh hạch chính là tinh thần lực của quỷ hút máu chúng tôi, quỷ hút máu có cấp bậc càng cao thì tinh thần lực càng mạnh. Tinh hạch của đế vương đời thứ nhất trong truyền thuyết lại càng có sức mạnh động trời khiến quỷ thần khiếp sợ. Chúng ta phải nhanh chóng ngăn cản, nếu bị ma nữ lấy đi thì hậu quả sau đó không thể tưởng tượng nổi. Ruth vô cùng sốt ruột và ảo não, lòng cô ta thực sự lo lắng về chuyện tinh hạch đế vương. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, anh cảm nhận được trùng tử đang ở bên trong quan tài màu tím. Nếu tinh hạch thật sự bị ma nữ cắn nuốt theo lời Ruth nói thì sẽ phiền toái to đây. Tránh ra. Dương Bách Xuyên lập tức nhảy dựng lên bổ một nhát kiếm về phía quan tài màu tím. Đúng lúc này, một chiếc quan tài màu vàng kim nổ tung. Dương Bách Xuyên, dừng tay, nếu không tôi sẽ giết người phụ nữ của cậu đó. Không ngờ Trần Bách Vạn lại đi ra từ quan tài vàng kim và gào to bắt Dương Bách Xuyên dừng tay. Dương Bách Xuyên trông thấy Trần Bách Vạn thì giật mình và đột ngột dừng lại. Do lúc này trong tay Trần Bách Vạn có một con tin. Người đó chính là Liễu Linh Linh mà anh đang tìm kiếm. Hiện tại Trần Bách Vạn đang đặt tay lên cổ Liễu Canh Canh và bóp cổ cô để uy hiếp Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên không thể không dừng tay. Anh rất vui, tuy lúc này Liễu Linh Linh bị Trần Bách Vạn bóp cổ nhưng ít nhất cô vẫn còn sống. Điều này khiến lòng Dương Bách Xuyên nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần cô còn sống là tốt rồi. Đã gần 2 năm anh chưa gặp Liễu Linh Linh rồi. Không ngờ khi gặp lại ở trong hoàn cảnh này. Trong mắt Liễu Linh Linh có nước mắt, cô hé miệng muốn nói chuyện nhưng lại bị Trần Bách Vạn bóp cổ không nói nên lời. Buông cô ấy ra. Dương Bách Xuyên nói với Trần Bách Vạn bằng giọng điệu rét lạnh vô cùng. Đối mặt với lời nói lạnh lùng của Dương Bách Xuyên, Trần Bách Vạn vẫn chẳng hề sợ hãi mà còn cười ha ha đáp, Dương Bách Xuyên, không ngờ tới đúng không? Cuối cùng cũng có một ngày cậu phải ném chuột sợ vỡ đồ. Bây giờ Trần Bách Vạn chỉ nghĩ đến một việc, đó chính là câu giờ. Đây cũng là nhiệm vụ ma nữ Hồng Phất giao cho ông ta. Ông ta biết hiện tại ma nữ Hồng Phất đang ở trong quan tài tím luyện hóa vật thánh của tộc quỷ hút máu. Về phần vật thánh của tộc quỷ hút máu, ông ta nghe được từ Amos. Không ngờ bọn họ lại thật sự tìm được vật báu vô giá này ở trong núi thánh. Lúc trước khi ở trong nước, ông ta vẫn luôn chú ý đến hướng đi của Dương Bách Xuyên. Trong một lần vô tình phát hiện ra Dương Bách Xuyên, cuối cùng ông ta lại phát hiện ra kẻ thù của Dương Bách Xuyên là ma nữ Hồng Phất. Nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn, sau đó ông ta bèn hợp tác với ma nữ Hồng Phất. Sau đó, để né tránh thần Long Đàm, hao người bèn đi đến châu U và tìm được lão Amos. Nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy ma nữ Hồng Phất, Amos lại có ý định muốn luyện hóa ma nữ Hồng Phất. Bởi vì trong mắt Amos, ma nữ Hồng Phất là quỷ hút máu phương Đông. Thực ra ma nữ có cơ thể tu đạo cương thi chứ không phải chỉ là cương thi đơn thuần. Sau đó, không biết ma nữ nói gì với Amos mà Amos không hề ra tay mà còn đưa cô ta đến núi thánh. Trần Bách Vạn nghĩ,
chắc là hai người đã thỏa thuận lợi ích gì đó với nhau rồi. Mà lợi ích này chính là vật báu của gia tộc Dracula, tinh hạch của đế vương đời thứ nhất. Ngay lúc đó, Trần Bách Vạn đã thề trung thành với ma nữ và theo cô ta vào núi Thánh. Bên trong núi Thánh, ma nữ Hồng Phất đã tăng công lực dựa vào việc luyện hóa tộc lão bảo vệ gia tộc Dracula bằng thủ đoạn thần bí nào đó. Về sau, ngày nào ma nữ cũng hút máu của những người hiến tế Amos đưa tới để tu luyện tà công. Sau khi mạnh lên, họ đến nơi này và phát hiện ra trong 28 chiếc quan tài màu vàng kim đều có tinh hạch của tộc quỷ hút máu, thế nên ông ta lại được hưởng ké. Hai người hấp thu luyện hóa tinh hạch, tu vi tăng mạnh. Trần Bách Vạn đạt được sức mạnh có thể so với tiên thiên tầng 9, nhưng nếu theo lời ma nữ Hồng Phất nói thì đó tương đương với cấp bậc tu chân hậu kỳ trúc cơ. Họ chưa hấp thu luyện hóa tinh hạch đế vương bên trong cỗ quan tài màu tím. Bởi vì theo lời ma nữ Hồng Phất nói, trong tinh hạch đế vương còn sót lại ý thức quá mức hùng mạnh. Nghe cô ta nói, hình như trong đó có ý thức tinh thần lực siêu cấp tương đương cấp bậc nguyên anh. Trước khi chắc chắn, cô ta không dám luyện hóa hấp thu nó. Nhưng hôm nay bị Dương Bách Xuyên ép tới nước đường cùng. Dường như trong cơ thể ma nữ bị Dương Bách Xuyên nhét sinh vật kỳ dị nào đó. Sau khi trốn tới nơi này, cô ta chui vào trong quan tài màu tím, được ăn cả ngã về không mà định mạo hiểm luyện hóa hấp thu tinh hạch đế vương. Cô ta giao cho ông ta nhiệm vụ là cố gắng ngăn cản Dương Bách Xuyên. Vì thế bây giờ mới có cảnh như hiện tại. Về phần Liễu Linh Linh, là ông ta bảo Amos bắt Liễu Linh Linh. Trần Bách Vạn và Dương Bách Xuyên là kẻ thù một mất một còn. Thế nên ông ta điều tra Dương Bách Xuyên rất rõ. Ông ta biết được bạn học Liễu Linh Linh của Dương Bách Xuyên, lại điều tra được quan hệ không tầm thường giữa Liễu Linh Linh và Dương Bách Xuyên. Sau khi biết Liễu Linh Linh đang ở nước Pháp, ông ta bảo Amos bắt Liễu Linh Linh đến là vì muốn tra tấn Liễu Linh Linh để Dương Bách Xuyên đau khổ. Tuy nhiên, khi ma nữ biết quan hệ giữa Liễu Linh Linh và Dương Bách Xuyên, cô ta lại cản không cho ông ta tra tấn Liễu Linh Linh. Ngày hôm sau khi Amos đưa Liễu Linh Linh vào núi Thánh, ma nữ Hồng Phất đã dẫn Liễu Linh Linh cùng nằm vào trong một chiếc quan tài suốt một ngày một đêm. Mãi có đến khi bọn họ phát hiện ra Dương Bách Xuyên đã đi vào động băng thì mới đi ra. Trần Bách Vạn nghĩ có thể ma nữ Hồng Phất đã coi Liễu Linh Linh như lá bài để sau này đối phó Dương Bách Xuyên. Ông ta không ngờ sẽ phải dùng tới lá bài này nhanh như vậy. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn kẻ thù cũ Trần Bách Vạn. Trần Bách Vạn, tôi vốn dĩ đã quên ân oán giữa chúng ta. Thậm chí có thể nói rằng sau này có thể bỏ qua cho anh, nhưng bây giờ anh lại khiến tôi rất tức giận. Tôi nói với anh một lần cuối cùng, buông Liễu Linh Linh ra, tôi sẽ tha mạng cho anh. Khi nói chuyện, sát ý tận trời chứa đầy trong giọng điệu của Dương Bách Xuyên. Anh thật sự không để Trần Bách Vạn ở trong lòng thật. Anh cũng lờ mờ đoán được ông ta đang câu giờ. Hừ, đến lúc này mà mẹ nó cậu vẫn còn uy hiếp tôi sao? Cậu giết em trai tôi, hủy căn cơ Tây Bắc của tôi chỉ hận không thể bầm thây cậu ra thành trăm mảnh. Nói cho cậu biết, nếu cậu dám cự quậy chút nào, tôi sẽ giết Liễu Linh Linh để cậu hối hận cả đời. Trần Bách Vạn gào lên với Dương Bách Xuyên trong sự điên cuồng, trông ông ta đúng là không sợ thứ gì thật. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên nghe được giọng Ngô Mặc Thu vang lên trong đầu, em chuẩn bị xong rồi. Ngô Mặc Thu đang ẩn mình bên cạnh Trần Bách Vạn và nói chuyện với Dương Bách Xuyên, bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị ra tay cứu người. Dương Bách Xuyên híp mắt, anh lập tức giơ tay để chân khí mạnh mẽ hội tụ trong tay mình. Rồi sau đó, anh cách không khí đánh về phía quan tài màu tím. Cậu dám, Trần Bách Vạn giận dữ gào lên. Thu Nhi, ra tay. Cú đánh này của Dương Bách Xuyên chỉ là giả, để phân tán sự chú ý của Trần Bách Vạn nhằm giúp Ngô Mặc Thu ra tay cứu người. Ngô Mặc Thu đã sớm chuẩn bị từ lâu bắt đầu ra tay với Trần Bách Vạn. Trong lúc ngắm cảnh cháy, Trần Bách Vạn cảm thấy có gì đó không ổn, bèn ác độc mà vội vàng định cắt đứt cổ Liễu Linh Linh. Cùng lúc đó, ông ta chợt cảm thấy cánh tay tê dần và mất đi chi giác. Ngay sau đó, ông ta mới phát hiện ra cánh tay đang bóp cổ Liễu Linh Linh của mình đã đứt lìa ra. Sau đó, lưng ông ta như bị búa sắt đập một cái, cơ thể không tự chủ được mà văng ra ngoài. Liếc mắt qua, Trần Bách Vạn trông thấy Dương Bách Xuyên đang nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh giá. Ông ta nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, Trần Bách Vạn, kiếp sau chúng ta lại làm kẻ thù. Phụt! Trần Bách Vạn chỉ cảm thấy ngực, đầu và đan điền ở bụng dưới tê dần. Trước khi mất đi ý thức, ông ta trông thấy một mảnh vảy cá màu vàng kim bay ra khỏi cơ thể mình rồi bay về phía cơ thể Dương Bách Xuyên.
Rầm. Cơ thể Trần Bách Vạn ngã xuống đất, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nhìn ông ta một cái. Kẻ thù cũ này cuối cùng cũng đã đi đến hồi cuối. Trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn rất bội phục Trần Bách Vạn, ông ta năm lần bảy lượt tạo phiền phức lớn cho anh nhưng luôn luôn có thể chuồn vào lúc mấu chốt. Không có mấy kẻ thù có thể trốn khỏi tay Dương Bách Xuyên vài lần, hơn nữa còn đem lại cho anh vô số phiền toái. Hoàn toàn có thể tính Trần Bách Vạn là người thứ nhất. Hiện tại, tất cả những ân oán giữa anh và Trần Bách Vạn đã đi đến hồi kết. Thật ra đây cũng thể hiện thực lực, dù Trần Bách Vạn có đi theo bên cạnh ma nữ Hồng Phất và tăng mạnh thực lực, thậm chí có thể tiếp xúc đến tu chân. Nhưng con đường ma nữ Hồng Phất tu luyện là đi theo tà đạo, chung quy không có tu luyện từng bước một để tăng cấp bậc thực lực một cách ổn định. Nếu không thì không thể giết một tên có thực lực tiên thiên tầng 9 như Trần Bách Vạn một cách dễ dàng như hôm nay được. Đương nhiên, việc Ngô Mặc Thu ẩn mình đánh lén đã có tác dụng quan trọng, mới có thể để Dương Bách Xuyên gọi vảy rồng ra giết Trần Bách Vạn. Chủ nhân, khi Dương Bách Xuyên đang hơi ngẩn ra, tiếng Ngô Mặc Thu vang lên trong tai anh. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại đã thấy Liễu Linh Linh đang nhắm chặt mắt nằm trong lòng Ngô Mặc Thu, anh căng thẳng, bèn vội lắc mình tới bên cạnh các cô. Sao lại thế này? Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đỡ cổ tay Liễu Linh Linh để kiểm tra tình hình của cô bằng chân khí. Chị gái này, hình như có độc cương thi trong cơ thể. Ngô Mặc Thu nói bên tai Dương Bách Xuyên. Lúc này, có vẻ Liễu Linh Linh đang chìm vào hôn mê. Dương Bách Xuyên kiểm tra một lượt, tức khắc lòng trùng hẳn xuống. Anh vừa kiểm tra xong, quả thật trong cơ thể Liễu Linh Linh có một luồng độc cương thi âm hàn đang ăn mòn. Cái quan trọng là luồng độc đó hoàn toàn tồn tại trong máu cô, độc cương thi và máu đã dung nhập vào nhau. Đây là vấn đề mà đến cả anh cũng bó tay khó có cách nào giải quyết. Sắc mặt Dương Bách Xuyên khó coi vô cùng, anh vươn tay điểm huyệt tất cả các kinh mạch lớn và các huyệt đạo quan trọng trên toàn thân Liễu Linh Linh để chặn không cho máu vận chuyển trong cơ thể cô. Nếu anh không đoán sai, Liễu Linh Linh đã bị ma nữ Hồng Phất hại. Ma nữ Hồng Phất có thân cương thi. Hơn nữa lại không phải cương thi đơn thuần mà còn là loại biết tà công, độc cương thi của cô ta không giống bình thường. Trước đó sư phụ Vân Thiên Tà đã từng nói ma nữ Hồng Phất là ma đạo gì? Rầm. Dương Bách Xuyên giận đến mức nện một đấm xuống đất khiến mặt đất thủng thành một cái hố to. Hiện tại anh chỉ có thể phong bế máu của Liễu Linh Linh để độc cương thi trong cơ thể cô tiếp tục lan rộng ra. Nếu không phong bế thì không lâu sau đó Liễu Linh Linh sẽ trở thành một cương thi. Đây rất có thể là do ma nữ Hồng Phất cố ý. Dương Bách Xuyên chìm trong sự hận thù. Anh chỉ có thể đợi sư phụ Vân Thiên Tà thức tỉnh để hỏi sư phụ cách giải quyết. Chứ anh hoàn toàn không biết gì về đạo cương thi cả. Có lẽ đây là kiếp nạn của Liễu Linh Linh. Nhìn khuôn mặt xanh xao của Liễu Linh Linh, không hiểu sao Dương Bách Xuyên lại quặn thắt lòng. Không anh biết về Liễu Linh Linh cả, anh vẫn luôn đặt cô ở sâu trong đáy lòng. Cô gái này là người đầu tiên anh tiếp xúc. Và có thể nói rằng từ lúc mới đầu, cô đã thay đổi rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của anh. Nói không có tình cảm là nói dối. Ngày đó sau khi tốt nghiệp, từ khi cô đi nước ngoài đến bây giờ, tuy hai người chưa từng liên lạc với nhau lần nào, thậm chí còn chẳng gọi nổi cho nhau một cuộc, nhưng trong lòng hai người đều nghĩ đến nhau. Thậm chí Lâm Hoan đã từng nói rằng lần nào nói chuyện với cô, Liễu Linh Linh vẫn hỏi chuyện của anh nhiều nhất. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ mở miệng nói đến. Nhưng làm sao anh lại không nghĩ đến cô được cơ chứ? Mặc kệ thế nào, Dương Bách Xuyên nhất định sẽ nghĩ cách cứu Liễu Linh Linh. Sau khi đút cho Liễu Linh Linh một giọt nước sinh mệnh, anh quan sát một lượt, có vẻ nó không hề có tác dụng với độc cương thi trong máu cô. Điều đó khiến Dương Bách Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh trầm giọng nói với Ngô Mặc Thu, Thu Nhi, chăm sóc Linh Linh cho tốt. Anh yên tâm, Thu Nhi sẽ làm vậy. Ngô Mặc Thu có thể nhìn ra Dương Bách Xuyên rất để tâm đến cô gái tên Liễu Linh Linh này. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn về phía quan tài màu tím, hoặc có thể nói là ma nữ Hồng Phất. Trong hai mắt anh chứa đầy sát ý. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn về phía quan tài màu tím mang theo sát ý vô biên, rõ ràng Liễu Linh Linh đã bị ma nữ Hồng Phất ra tay làm hại. Đối mặt ma nữ Hồng Phất, Dương Bách Xuyên cực kỳ căm hận, đồng thời nhiều hơn vẫn là đau đầu. Từ khi ma nữ này chui lên từ ngôi mộ bên dưới lòng đất ở biệt thự thì chưa từng yên tĩnh, hơn nữa mỗi lần gặp lại tu vi của cô ta đều tăng lên rất nhiều. Bây giờ cô ta đã là kim đan rồi.
Nếu không phải trong tay Dương Bách Xuyên có kiếm đồ long và côn trùng nghịch thiên như dị trùng thì nói không chừng hôm nay anh đã bị ma nữ hạ gục từ lâu. Bây giờ lại bị ma nữ tìm được vật báu quý giá của gia tộc Ruth, thật đúng là khiến Dương Bách Xuyên đau đầu. Theo như lời Ruth nói thì rất có thể tinh hạch cấp bậc đế vương bên trong quan tài màu tím rất có thể tương đương với Nguyên Anh, Dương Bách Xuyên không dám tưởng tượng nếu bị ma nữ luyện hóa hấp thu sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ hôm nay tất cả bọn họ đều sẽ nằm lại đây. Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, thanh kiếm khổng lồ hung hăng bổ xuống quan tài màu tím, nhất định phải ngắt ngang quá trình luyện hóa tinh hạch đế vương của ma nữ. Ầm ầm. Sau một kiếm, quan tài màu tím chia năm xẻ bảy. Giống. Tiếng giống giận dữ từ trong đó truyền ra, quả nhiên là ma nữ nổi điên bật dậy từ trong quan tài. Trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên, ma nữ há miệng, để lộ hai cái răng nanh vô cùng dữ tợn nhào về phía anh, trên 10 ngón tay có móng tay sắc bén đen kịt, đôi mắt đỏ má đáng sợ như đèn lồng, trên mặt có từng đường hoa văn, lúc này trông ma nữ như đang rơi vào trạng thái điên loạn. Cô ta như một con thú dữ sổng chuồng, muốn xé nát tất cả mới bằng lòng bỏ qua. Trận tập kích nhanh như chớp khiến Dương Bách Xuyên có chút không kịp trở tay, anh lập tức giơ kiếm đổ long lên trước ngực. Keng keng, tiếng sắt đá va nhau vang lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, anh phát hiện ma nữ chỉ dựa vào một đôi tay là có thể đối đầu trực diện với kiếm đồ long của mình. Hơn nữa trong nháy mắt anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn từ trên kiếm đồ long truyền tới, khiến dòng máu cuồn cuộn trong cơ thể anh bay ngược ra ngoài. Lần này Dương Bách Xuyên đâm mạnh vào vách tường của phòng đá, đụng tới mức ngũ tạng hơi lệch. Phụt, một búng máu phun ra. Chủ nhân, tiên sinh, Ngô Mặc Thu và Ruth đều hoảng sợ. Vội vàng ngăn trước mặt Dương Bách Xuyên. Không ngăn không được, ma nữ đánh thành công một cú lại tới. Giống. Ruth phát ra một tiếng hét dài, cánh chim màu vàng sau lưng chợt lóe, lao tới ma nữ. Ngô Mặc Thu lách mình biến mất ngay tại chỗ, đồng thời tấn công ma nữ hồng phất. Bộp bộp bộp. Phụt, a. Vừa đối mặt, hai người Ruth và Ngô Mặc Thu đã bị ma nữ hồng phất đánh bay kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên hít vào một hơi đứng dậy. Anh không ngờ rằng chỉ mới không gặp trong chốc lát mà sức chiến đấu của ma nữ hồng phất đã tăng vọt. Rõ ràng ma nữ đã cắn nuốt tinh hạch đế vương quỷ hút máu đời thứ nhất của gia tộc Ruth, từ đó công lực tăng tiến mạnh. Growl growl growl. Ma nữ nhìn Dương Bách Xuyên bằng đôi mắt đỏ rực như mắt thỏ, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, nhưng nghe dường như cũng tràn đầy đau khổ. Có lẽ sau khi ma nữ cưỡng ép cắn nuốt tinh hạch đế vương thì không đè ép nổi sức mạnh bên trong. Dù sao trông trạng thái của ma nữ như đang ở bên bờ vực điên cuồng. Hơn nữa trong lúc đau đớn gầm rú cũng không tấn công anh, ngược lại đứng tại chỗ bắt đầu run rẩy. Cơ hội tốt. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, lập tức nhảy lên đâm một kiếm về phía ma nữ hồng phất. Giống. Nhưng mắt thấy một kiếm sắp đâm vào người cô ta, không ngờ rằng phản ứng của ma nữ lại nhanh ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Cô ta nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay trực tiếp chụp lấy thân kiếm đồ long của anh. Lập tức, một luồng sức mạnh cộng hưởng truyền tới. Toàn thân Dương Bách Xuyên đều chấn động, anh cắn răng vận chuyển chân khí toàn thân, bỗng chốc tránh ra. Suýt chút nữa không thể thoát khỏi kiếm đồ long, toàn bộ cánh tay trái cầm kiếm đều trở nên tê liệt. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng bất chấp, trao đổi với trùng tử trong đầu một cái. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này nó đang ở trong cơ thể của ma nữ. Có lẽ đau đớn của ma nữ không chỉ do đã ăn tinh hạch mà còn có công lao của trùng tử này. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho trùng tử phản kích trong đầu, nếu không hiện tại anh vốn không thể đánh lại ma nữ. Giống. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ trong miệng ma nữ truyền ra. Dương Bách Xuyên vui mừng, là trùng tử đang cắn trả trong cơ thể à. Dương Bách Xuyên nhân cơ hội trong lòng hơi động, vảy rồng bay vụt ra, đồng thời lại chém một kiếm về phía ma nữ hồng phất. Xuất kiếm là giả, vảy rồng là thật, hơn nữa trùng tử trong cơ thể ma nữ đang cắn trả, lần này cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tìm được một chút cân bằng trên người ma nữ. Kiếm đồ long đánh chính diện bị ma nữ nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng vảy rồng điều khiển trong đầu lại thành công. Ánh sáng vàng lóe lên, vảy rồng đâm xuyên qua ngực ma nữ. Growl growl growl. Lúc này ma nữ hồng phất liên tục gào thét. Bị vảy rồng xuyên qua tim, đâm ra một lỗ máu. Rồi sau đó đột ngột khuỵu xuống đất. Ngay sau đó, tim cô ta nổ ra ánh sáng tím gai mắt.
một luồng hơi thở mạnh mẽ cũng tỏa ra từ người cô ta. Ngay sau đó, một viên tinh hạch mìm tím lớn chừng hạt đào đi ra từ lỗ máu trên ngực ma nữ Hồng Phất. Tốc độ không chậm, cũng không nhanh. Dương Bách Xuyên lại vui vẻ, bởi vì anh thấy là trùng tử đẩy tinh hạch ra. Nếu anh không đoán sai, viên tinh hạch màu tím mà trùng tử lấy ra từ cơ thể ma nữ Hồng Phất chính là tinh hạch đế vương quỷ hút máu đời thứ nhất của gia tộc Root. Quả nhiên trùng tử không khiến anh thất vọng, bất ngờ này đúng là rất lớn. Năng lượng dao động mạnh mẽ, mà mạnh mẽ hơn chính là Dương Bách Xuyên cảm nhận được sức mạnh tinh thần khổng lồ từ trong tinh hạch, quả nhiên tinh hạch là chí bảo. Thảo nào sau khi ma nữ cắn nuốt thì không tiêu hóa được. Thứ nhất có trùng tử gây chuyện trong cơ thể cô ta, thứ hai là trong viên tinh hạch này chứa sức mạnh quá lớn, cô ta thật sự không chịu nổi. Dương Bách Xuyên lập tức đưa tay bắt lấy tinh hạch. Thật không ngờ rằng ma nữ đã bị vảy rồng đâm xuyên ngực cũng ra tay. Phản ứng của cô ta không hề chậm chút nào, thậm chí có cảm giác tư duy của cô ta đã minh mẫn hơn rất nhiều, chắc là sau khi tinh hạch ra khỏi cơ thể thì sức mạnh cắn trả cô ta cũng biến mất. Hai người gần như đồng thời đưa tay bắt lấy tinh hạch. Ầm ầm, cả hai đều dốc hết chân khí mạnh mẽ, dưới áp lực khổng lồ của chân khí, sau một tiếng ầm ầm, tinh hạch nổ tung răng rắc trong nháy mắt. Đúng vào lúc này, trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên nóng lên, trở nên rực rỡ, hoa văn bình càn khôn như sống lại, trong lòng bàn tay Dương Bách Xuyên truyền tới một lực hút khổng lồ. Trong lúc đó tinh hạch đã nứt ra làm hai, một nửa lớn hơn một nửa nhỏ hơn. Gần một nửa viên tinh hạch trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc vẫn bị ma nữ nắm trong tay, cô ta nuốt vào bụng nhanh như chớp. Mà giờ phút này trong tay Dương Bách Xuyên sinh ra lực hút mạnh mẽ, chộp hơn phân nửa viên tinh hạch vào lòng bàn tay. Ngay sau đó bình càn khôn khí lưu di động, Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, biết bình càn khôn đã bắt đầu hấp thụ sức mạnh tinh hạch, anh ngược lại đã trở thành một vật dẫn. A, người phương Đông chết tiệt, a mau buông ra. Cũng đúng vào lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy một giọng nói hoảng loạn và vô cùng sợ hãi từ trong lòng bàn tay truyền ra, nói chính xác là từ tinh hạch trong tay truyền ra. Dương Bách Xuyên sững sờ, không ngờ rằng trong tinh hạch có ý thức. Hay nói cách khác là có tinh thần thể, thảo nào anh cảm nhận được dao động tinh thần mạnh mẽ. Có điều bất kể thế nào, có mạnh thì rơi vào tay bình càn khôn, Dương Bách Xuyên tin cho dù là thiên tiên cũng phải bị luyện hóa. Mà cùng lúc đó, dường như ma nữ Hồng Phất cảm thấy không đúng, sau khi cắn nuốt gần một nửa viên tinh hạch thì lập tức muốn chạy trốn. Bình càn khôn trên cánh tay của Dương Bách Xuyên đang luyện hóa tinh hạch, không tiện đuổi theo, trong lòng căng thẳng hét lên, trùng tử. Trùng tử nhận được mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên thì vèo một cái, đột nhiên bạo kích bay về phía ma nữ Hồng Phất. A a a a a. Chỉ thấy trùng tử như biến thành một vệt sao băng, thoáng cái đã chui vào trong cơ thể của ma nữ. Ma nữ Hồng Phất lập tức run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngay sau đó, trên người ma nữ nổ tung một trận xương máu. Chiêu. Một tiếng bén nhọn từ trong xương máu vang lên. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy trùng tử chạy ra khỏi xương máu. Nghe có vẻ trùng tử cũng chịu thiệt, từ trong cơ thể ma nữ bay ra. Lúc này, ma nữ Hồng Phất hóa thành xương máu nhanh chóng rời khỏi phòng đá, kèm theo đó là tiếng chửi bới vô cùng suy yếu và vô cùng oán hận của ma nữ Hồng Phất. Dương Bách Xuyên, bà đây nguyền rủa anh chết không yên lành, một ngày nào đó bà đây sẽ chém anh thành muôn mảnh. Ngay sau đó giọng nói đi xa rồi biến mất. Ma nữ chạy mất. Hình như bị trùng tử đánh một cú, trả giá thê thảm đau đớn mà bỏ chạy. Đáng tiếc lúc này trên cánh tay Dương Bách Xuyên còn có bình càn khôn đang nóng lên từng cơn, muốn đuổi theo cũng không được. Mà trùng tử bay trở về đáp lên tay của Dương Bách Xuyên. Nhóc con lăn lộn trong tay Dương Bách Xuyên, dường như rất đắc ý, ngay sau đó Dương Bách Xuyên không ngờ rằng trùng tử cắn ngón tay anh một cái. Hít! Một cơn đau thấu tim, Dương Bách Xuyên vừa định mắng trùng tử. Nhưng đảo mắt đã ngậm miệng, sau đó trong lòng mừng rỡ. Trùng tử mang đến cho anh từng đợt năng lượng, theo cánh tay chui vào trong cơ thể. Điều này khiến Dương Bách Xuyên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển công pháp luyện hóa năng lượng mà trùng tử mang về. Lúc Dương Bách Xuyên đang luyện hóa năng lượng mà trùng tử mang về, trong đầu nhớ lại sư phụ từng nói, nhân diện linh trùng có một thiên phú nghịch thiên là có thể hấp thu công lực của kẻ địch mang về cho chủ nhân. Lúc ấy Dương Bách Xuyên còn cười bảo là hấp tinh đại pháp bản trùng tử, kỳ thật cũng không để ý lắm, bởi vì dù sao trùng tử vẫn còn trong giai đoạn ấu trùng,
ai biết chừng nào trùng tử có thể hấp thu công lực của kẻ địch mang về cho mình chứ. Mà bây giờ, sự thật đã chứng minh sự nghịch thiên của trùng tử hoàn toàn có thể thể hiện ở giai đoạn ấu trùng. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết chuyện này có liên quan tới việc mình dùng tinh huyết nuôi dưỡng trùng tử mỗi ngày, thậm chí trọng điểm là từ khi trở về từ đảo Hồng Kông mỗi ngày còn phải cho trùng tử 3 giọt nước sinh mệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay trùng tử có thể đối phó ma nữ, hấp thu công lực của ma nữ mang về cho mình cũng hợp tình hợp lý. Dùng tinh huyết cộng thêm 3 giọt nước sinh mệnh mỗi ngày trong khoảng thời gian này, quả thật có thể khen một câu xa xỉ. Sợ là trong thiên hạ có thể nuôi dưỡng linh trùng giống như anh cũng chỉ có Dương Bách Xuyên anh, bởi vì nước sinh mệnh chính là một phần độc nhất. Cũng không biết trùng tử hấp thu bao nhiêu công lực của ma nữ Hồng Phất, dù sao lúc Dương Bách Xuyên đang luyện hóa rõ ràng tu vi đã bắt đầu tăng lên. Bây giờ anh là sơ kỳ trúc cơ tầng 9, sau khi vận chuyển xong một chu thiên, ầm ầm chấn động đã đột phá tới trung kỳ trúc cơ tầng 9, đến lúc này năng lượng trùng tử mang về vẫn không dừng lại. Quả thực khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc một phen. Tiếp tục hấp thu luyện hóa. Lần này tu vi tăng lên chậm dần, cho đến 3 chu thiên sau cuối cùng cũng luyện hóa xong tất cả năng lượng trùng tử mang về. Sau khi thu công, Dương Bách Xuyên mở hai mắt chợt lóe tinh quang, tu vi đạt tới hậu kỳ trúc cơ tầng 9. Dương Bách Xuyên biết chuyện tu luyện tới hậu kỳ khó khăn, nhưng bây giờ ngắn ngủi chưa tới nửa giờ, anh đã từ sơ kỳ trúc cơ tầng 9 đến hậu kỳ. Không thể không nói đây là sự nghịch thiên của trùng tử. Cứ theo đà này, tốt lắm, chỉ cần trùng tử lớn lên. Dương Bách Xuyên nghĩ tới liền kích động tới cả người phát run. Trùng tử trong lòng bàn tay loạn trà loạn choạng, nhìn có vẻ sau khi đưa năng lượng nó mang về cho chủ nhân Dương Bách Xuyên hấp thu cũng khiến trùng tử suy yếu đi nhiều. Dương Bách Xuyên vội vàng ép ra một giọt tinh huyết và một giọt nước sinh mệnh, sau khi nhóc con nuốt xong trông trạng thái tốt lên rất nhiều. Dương Bách Xuyên kêu trùng tử trở về tai nghỉ ngơi. Tu vi Dương Bách Xuyên tăng lên phải cảm ơn trời cảm ơn đất, cảm ơn trùng tử, lần này may mà còn có trùng tử. Anh hấp thụ tu luyện xong, Bình Càn Khôn cũng đã hấp thu luyện hóa tinh hạch xong từ lâu. Lúc này Dương Bách Xuyên khẽ động ý niệm đi xem thử không gian của Bình Càn Khôn, có phải đã có thay đổi hay không. Hơn phân nửa tinh hạch đế vương đã bị Bình Càn Khôn hấp thu, Dương Bách Xuyên tin thu hoạch lần này của Bình Càn Khôn cũng không nhỏ. Quả nhiên, điều đầu tiên trong ý niệm nhìn thấy là không gian trong Bình Càn Khôn đã lớn hơn. Hơn nữa không phải chỉ lớn nửa lần hay một lần mà đường kính ước chừng đạt tới 3 cây số. Xuất hiện một khu rừng nhỏ, ao nước nhỏ ban đầu cũng mở rộng gấp đôi, biến thành một hồ nước nhỏ. Xung quanh vẫn là trạng thái hỗn độn, không thấy rõ phía sau biên giới là gì. Thổ nhưỡng cũng đã mở rộng gấp đôi, diện tích mà anh có thể trồng linh dược lại tăng thêm. Linh dược được gieo xuống trước kia dường như trong một đêm đã lớn hơn rất nhiều, cảnh tượng một mảnh xanh tươi tốt, trông cũng ra gì phết, đương nhiên linh dược được trồng đa phần vẫn là lừa từ trong tay Thiên Tuyệt Võ Đang. Linh khí toàn bộ không gian dày đặc hơn bên ngoài gấp 10 lần, đợi một thời gian, Dương Bách Xuyên tin rằng anh có thể bồi dưỡng ra một vườn linh dược đàng hoàng. Rào rào, một con cá rồng toàn thân mang ánh vàng rực rỡ từ trong hồ nhỏ nhảy lên một cái, mang theo một mảng bọt nước lớn. Ngay sau đó một con cá rồng nữa lại xuất hiện, rào, rào, bọt nước văng lên. Tiếp theo bắt đầu một cuộc bơi lội vui sướng đang mở rộng trong hồ nhỏ. Đám cá rồng này đều do anh bắt từ trong hồ tiên nữ ở quê bỏ vào, vốn định chén một bữa ngon, nhưng sau khi ném vào không gian trong Bình Càn Khôn thì quên mất, thế nên đám cá rồng này càng ngày càng lớn, sau đó nữa Dương Bách Xuyên cũng không nỡ ăn. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là mỹ nhân Ngư Hạ Lộ. Bởi vì Hạ Lộ là gia tộc cá rồng, chỉ là Dương Bách Xuyên không rõ có cùng một chủng tộc một với đám cá rồng này hay không. Ngược lại là vì Hạ Lộ nên anh càng không nỡ ăn đám cá rồng này mà nuôi ngay trong không gian của Bình Càn Khôn. Có lẽ do không gian Bình Càn Khôn linh khí sung túc, cộng thêm chất nước tốt, hơn nữa chỗ con suối có đá sinh mệnh, chất nước đặc biệt nên đám cá rồng này vô cùng có linh tính. Lớn lên cũng nhanh, bây giờ con cá rồng nhỏ nhất cũng đã dài gần nửa mét rồi. Mà con cá rồng trồi lên đầu tiên vừa rồi cũng đã dài đến 3 mét, trông cực kỳ đồ sộ. Màu sắc toàn thân cũng càng ngày càng vàng óng ánh, bơi lội trong hồ nước trong veo trông rất đẹp mắt. Dương Bách Xuyên cố ý nhìn xuống, không gian Bình Càn Khôn ngoại trừ những thay đổi này ra hình như cũng không có thứ gì đặc biệt xuất hiện. Anh còn mong đợi có thể lại xuất hiện mấy thứ chí bảo như nước sinh mệnh đấy. Có điều hiển nhiên chuyện này không thực tế.
giá trị của nước sinh mệnh không thể nào đo lường, có thể chỉ có được mấy thứ cấp bậc tương đương, Dương Bách Xuyên có chút lòng tham không đáy. Dương Bách Xuyên lắc đầu, rời khỏi bình càn khôn bằng ý niệm. Sau khi anh mở mắt ra, trong đầu đột nhiên động một cái, nghĩ tới một khả năng, sư phụ Vân Thiên Tà liệu có thể thức tỉnh hay không? Chuyện này cũng có căn cứ, mỗi lần bình càn khôn thăng cấp thì ông già hoặc nhiều hoặc ít đều được bổ sung một chút thần hồn, như vậy lần này thì sao? Phải biết rằng thứ anh hấp thu chính là tinh hạch đế vương, tính ra cũng đã là tinh hạch đạt tới cấp bậc nguyên anh, thậm chí bên trong còn có một ý thức cấp bậc nguyên anh, cũng chính là lão tổ tông nhà Rút. Nhưng bây giờ đã biến mất không còn một mảnh, chắc là bị bình càn khôn triệt để luyện hóa thành mây khói rồi. Dương Bách Xuyên nghĩ tới sư phụ Vân Thiên Tà thì thử gọi một tiếng trong lòng. Sư phụ người tỉnh chưa? Kêu tiếng thứ nhất không có phản ứng, Dương Bách Xuyên không cam lòng lại gọi một tiếng, lão già đáng chết. Khụ khụ, thằng nhóc thối, con không thể để ta yên tĩnh hả? Vừa thức tỉnh đã quấy rầy vi sư là sao? Giọng Vân Thiên Tà lười biếng chửi bới vang lên. Sư phụ, lão già, người xem như đã thức tỉnh rồi. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, thậm chí muốn rơi nước mắt. Lần trước sau khi hầm mỏ bỏ hoang ở đảo Hồng Kông nổ tung, sư phụ Vân Thiên Tà cũng không còn tin tức nữa. Trong lòng Dương Bách Xuyên biết rõ sư phụ ngăn cản tai họa cho mình, tất nhiên thần hồn đã bị thương nặng, anh vì chuyện này là hổ thẹn trong lòng. Nếu không phải trong vô hình chung có thể cảm ứng được sự tồn tại của sư phụ thì anh cũng tưởng sư phụ Vân Thiên Tà đã hồn phi phách tán rồi. Bây giờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của sư phụ, trong lòng anh rất kích động, hét to lên. Nhưng Vân Thiên Tà lập tức đổ một chậu nước lạnh lên đầu anh. Kích động cái rắm ấy, ta còn không kích động, con kích động làm gì? Giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Ặc, Dương Bách Xuyên vẻ mặt xám xịt, lập tức giận dữ, lão già đáng chết, đáng lẽ người nên tan thành mây khói mới đúng. Xì, không phải vi sư đang rất tốt à? Nói tới thì hôm nay thằng nhóc con gặp may, vậy mà đụng phải tinh hạch cấp bậc nguyên anh của tộc quỷ hút máu. Nếu không có tinh hạch, nói không chừng vi sư thật sự phải tiếp tục ngủ say, không mất 10 năm 8 năm là không tỉnh được. Ngưng thằng nhóc con cũng to gan đấy, vậy mà dám đụng vào đồ vật cấp bậc nguyên anh hả? Bình càn khôn mà không tự chủ nhảy ra thì có lẽ bây giờ thằng nhóc con đã thăng từ lâu rồi. Cũng may lần này vi sư cũng được lợi. Sau khi thần hồn bị hao tổn lần trước được bổ sung lại thì còn có dư đấy, kha kha. Dương Bách Xuyên nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng nói của sư phụ thì cuối cùng cũng yên tâm, xem ra lão già thật sự khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn được lợi không ít. May mà có bình càn khôn hấp thu tinh hạch đế vương, nói tới thì phải cảm ơn lão tổ tông nhà Rút. Nhưng hiện tại người đó đã hồn phi phách tán, coi bộ Rút phải đau lòng rồi. Được rồi lão già chết tiệt đừng nói nữa. Giúp con tìm xem ma nữ Hồng Phất còn ở đây không, con không muốn thả hổ về rừng. Lúc Dương Bách Xuyên nói ra câu này sát khí trong mắt rất dày đặc. Dưới mặt đất cách nơi này 300 mét có một cái động hàn băng vạn năm, cô ta đi đến đó, tu vi bây giờ của thằng nhóc con miễn cưỡng có thể vào xem thử. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời sư phụ thì lập tức nở nụ cười, chỉ cần ma nữ không bỏ trốn là được rồi, về phần động hàn băng vạn năm, có lẽ chỉ có một chút trở ngại. Nhưng lần này sau khi tu vi tăng lên, anh có lòng tin xông vào một lần. Đúng rồi lão già, người giúp con xem thử tình huống của Liễu Linh Linh đi, trong cơ thể cô ấy có thi độc sáp nhập vào trong máu, con không có cách. Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên đã đi tới bên cạnh Ruth và Ngô Mặc Thu, hai người bọn họ đang chăm sóc Liễu Linh Linh. Phúc họa của Liễu Linh Linh chỉ trong một ý nghĩ, muốn cứu phải xem con có bắt được Hồng Phất hay không. Trong cơ thể ma nữ Hồng Phất có kết tinh cương thi. Móc ra cho Liễu Linh Linh dùng là có thể cứu cô ấy. Nhưng sau đó Liễu Linh Linh chính là một con cương thi khác. Nếu không có kết tinh cương thi, chắc chắn Liễu Linh Linh sẽ chết. Cái gì, lão già chết tiệt, người nói giỡn đấy hả? Dương Bách Xuyên vô cùng sợ hãi. Dương Bách Xuyên bị câu nói của sư phụ dọa sợ, ý chừng Liễu Linh Linh vẫn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa trong tình huống trước mắt phải tìm được nữ ma đầu Hồng Phất, sau đó giết chết hả? Quét kết tinh trong cơ thể ả ra. Như vậy mới có thể giúp Liễu Linh Linh biến nguy thành an. Vi sư cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Con không phát hiện thấy thi độc trong cơ thể Liễu Linh Linh và nữ ma đầu Hồng Phất đến từ một thể sao. Điều này chứng tỏ Liễu Linh Linh bị nữ ma đầu cắn. Theo truyền thừa về thi đạo, lúc này Liễu Linh Linh đã bị nữ ma đầu khống chế, trở thành nô bộc rồi.
lẽ nào con đã quên Lý Lương Sơn trong ngôi mộ ở biệt thự hồi trước? Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên gật đầu, đương nhiên là anh biết những chuyện này, nhưng vẫn hỏi tiếp, lão già, lẽ nào người cũng không có cách nào sao? Có phải thằng nhóc nhà con mất não rồi không? Hiện tại vi sư chỉ là thể tàn hồn thì cứu kiểu gì? Nếu vi sư có tiên thể thì chuyện này đơn giản như ăn kẹo. Thế nên con muốn cứu Liễu Linh Linh cũng chỉ có thể đi tìm nữ ma đầu Hồng Phất, cướp kết tinh tu vi của ả rồi gắn lên người Liễu Linh Linh. Mặc dù từ đó về sau Liễu Linh Linh sẽ trở thành cương thi, nhưng đây cũng là một cơ duyên đối với cô ta, có thể biến cô ta từ một người bình thường thành người có đạo hạnh trong vòng một đêm, bước vào con đường tu đạo. Là phúc hay họa tùy thuộc vào suy nghĩ, quyền quyết định thuộc về con. Lời nói của Vân Thiên Tà văng vẳng trong đầu Dương Bách Xuyên. Lão già, ý của người là Liễu Linh Linh chỉ có thể trở thành cương thi phải không? Nghĩ đến cảnh Liễu Linh Linh biến thành cương thi, Dương Bách Xuyên không rét mà run. Dường như Vân Thiên Tà biết Dương Bách Xuyên đang nghĩ gì, ông bật cười mắng, thằng nhóc thúi, con lo lắng cái rắm. Đối với Liễu Linh Linh mà nói, đây là cơ duyên đấy. Con nghĩ mà xem, bây giờ hầu hết những người bên cạnh con đều bước vào tu chân rồi, nếu Liễu Linh Linh biết thân phận người tu chân của con thì cô ta không động lòng mà được chắc. Nếu con lấy được kết tinh đạo hạnh của nữ ma đầu cho Liễu Linh Linh, thì cô ta quá may mắn. Còn điều con lo lắng, ha ha, vi sư mà ra khỏi bình càn khôn nhất định sẽ đạp chết con. Vi sư đã bảo con đọc kỹ những tri thức tu chân ta truyền dạy cho con, nhưng con không nghe lời. Nếu con đã đọc ghi chép về quỷ đạo, thì đạo thì sẽ không có nỗi lo lắng băn khoăn này. Giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy bất mãn về Dương Bách Xuyên. Đúng là Dương Bách Xuyên vẫn chưa đọc xong những ghi chép về kiến thức tu chân mà sư phụ nhồi nhét vào đầu anh. Đó là ghi chép kinh nghiệm cả đời của sư phụ. Sư phụ là thập nhị kiếp tán tiên, tu luyện ít nhất cũng phải mấy vạn năm, nhiều nội dung như vậy sao Dương Bách Xuyên có thể đọc hết được. Thậm chí lúc nào cần dùng Dương Bách Xuyên mới lục tìm tra cứu trong đầu. Quả thật anh không tìm hiểu nhiều về những ghi chép liên quan đến quỷ đạo và thi đạo. Anh bèn nói, lão già chết tiệt đừng dài dòng nữa, mau nói cho con biết nếu Liễu Linh Linh nuốt kết tinh đạo hạnh của nữ ma đầu Hồng Phất thì có biến thành trạng thái thi thể lạnh băng, thân thể cứng đờ không? Nói qua nói lại một hồi lâu, đây mới là điều con lo lắng. Có phải con sợ sau này mình ôm thi thể lạnh băng không? Ha ha ha! Tiếng cười nắc nẻ của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đỏ mặt, không nói gì. Đúng là anh lo lắng điều này, nhưng không phải tất cả. Sau đó, anh nghe thấy sư phụ Vân Thiên Tà nói, con lo thừa rồi. Sư phụ thấy nữ ma đầu Hồng Phất là thể kết hợp giữa quỷ đạo và thi đạo, không tầm thường đâu. Cho nên con đừng nhìn nhận ở góc độ của người bình thường. Thứ con cướp đi chỉ là đạo hạnh của nữ ma đầu Hồng Phất chứ không phải cơ thể của ả, hai cái này không liên quan gì đến nhau hết. Chỉ cần Liễu Linh Linh nuốt kết tinh đạo hạnh của nữ ma đầu Hồng Phất là đoạt được căn cơ tu luyện và sức mạnh cường đại, không ảnh hưởng gì tới cơ thể cô ta. Thi độc trong máu của cô ta sẽ trở thành sức mạnh. Sau này tu luyện thành công, cô ta sẽ là một người tu đạo hùng mạnh, không khác gì người bình thường, ăn uống thoải mái. Thằng nhóc con lo lắng thừa thãi. Nói tới nói lui vẫn phải xem con có bản lĩnh lấy được kết tinh đạo hạnh trên người nữ ma đầu Hồng Phất hay không. Nếu con không làm được thì tất cả chỉ là nói suông, lo lắng người ta có trở thành cương thi hay không thì có ích gì. Dương Bách Xuyên nghe xong thoáng sửng sốt, chỉ cần không ảnh hưởng tới cơ thể Liễu Linh Linh là được. Hiện tại, sư phụ nói rất đúng, đầu tiên phải tìm nữ ma đầu Hồng Phất mới được. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên nói với Ngô Mặc Thu và Ruth, hai người ở lại đây đợi tôi và chăm sóc Liễu Linh Linh, tôi đi tìm nữ ma đầu. Tiên sinh, em đi với anh. Ngô Mặc Thu lập tức đứng dậy. Thôi nào, đừng gây thêm phiền phức cho anh. Yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Trước đó nữ ma đầu đã bị thương nặng, mà tu vi của anh đã tăng vọt, bây giờ đối phó với ả không thành vấn đề. Em và Ruth ở lại đây chăm sóc Liễu Linh Linh, chờ anh trở lại. Dương Bách Xuyên nói xong, không đợi Ngô Mặc Thu và Ruth trả lời đã lách mình ra khỏi căn phòng đá. Sư phụ đã tỉnh lại, có ông thì tìm nữ ma đầu Hồng Phất không khó chút nào. Hơn nữa, lần này sư phụ tỉnh lại hình như thần hồn mạnh hơn trước rất nhiều. Ở đây Dương Bách Xuyên không thể dùng linh thức, nhưng sư phụ Vân Thiên Tà lại nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp của nữ ma đầu Hồng Phất, phải nói là ông quá đỉnh. Theo lời sư phụ nói, hiện tại nữ ma đầu đang ở trong động băng vạn năm sâu 300 mét.
Sau khi ra khỏi căn phòng đá, Dương Bách Xuyên đi một mạch đến động băng theo chỉ dẫn của sư phụ, sau đó lúc đi lúc dừng xuống dưới lòng đất. Khoảng 20 phút sau, đột nhiên Dương Bách Xuyên cảm nhận được một luồng khí lạnh khiến anh bất giác rùng mình. Lúc này anh đang ở trong một động băng có đường kính hơn 3 mét. Với tu vi của anh, trước đó anh không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ toàn thân rét run. Điều này chứng tỏ anh đã đến đích. Quả nhiên giọng nói của sư phụ vang lên, phía trước 10 mét là khu vực băng vạn năm, còn phải vận chuyển công pháp liên tục không được dừng lại, nếu không sẽ bị đông cứng. Băng tích lũy vạn năm nằm sâu dưới lòng đất, kết hợp với linh mạch ở đây hình thành linh khí hệ băng không thuộc ngũ hành, còn phải cẩn thận mới được. Con biết rồi ạ, Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long trong tay, lên tiếng trả lời, sau đó tiến từng bước về phía trước. Sau khi anh đi được 10 mét, một luồng khí lạnh phả vào mặt, trên người anh kết một lớp băng. Dương Bách Xuyên hít một hơi khí lạnh, nếu không phải anh đang vận chuyển công pháp ngăn cản hàn khí thì cũng bị đóng băng. Anh dứt khoát vận chuyển chân hỏa hình thành một tầng lửa bao quanh người, cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều. Tiếp đó, anh quan sát phía trước, ngẩng đầu lên chỉ thấy một màu trắng xóa, không nhìn rõ trong xương trắng có gì. Thật ra xương trắng anh nhìn thấy chính là hàn khí. Phía sau đám hàn khí này là nơi nữ ma đầu Hồng Phất đang ẩn núp. Sau khi xông vào động băng vạn năm, vi sư chỉ có thể giúp con cầm chân ả trong thời gian một hơi thở. Nếu con không giết được ả trong một hơi thở thì đừng xưng là đồ đệ của Vân Thiên Tà này. Lúc này lời nói của sư phụ vang lên trong đầu, Dương Bách Xuyên mừng rỡ. Sư phụ muốn ra tay giúp đỡ, vậy thì quá tốt. Chỉ cần ông ra tay, đừng nói là thời gian một hơi thở, cho dù chỉ có thời gian nửa hơi thở anh cũng tự tin mình có thể giết chết nữ ma đầu. Xông vào đi. Vân Thiên Tà bất chợt ra lệnh. Dương Bách Xuyên xách kiếm xông vào trong hàn khí. Gừ. Dương Bách Xuyên cứ tưởng động băng vạn năm rất sâu, ai ngờ chỉ sâu 8-9 mét, hơn nữa không gian không lớn, diện tích khoảng 6-70 mét vuông, cũng không có hàn khí bao phủ, có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Anh vừa mới xông vào trong thì nghe thấy tiếng gầm to. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy nữ ma đầu Hồng Phất vung móng vuốt về phía mình. Ra tay, giọng nói của Vân Thiên Tà lại vang lên. Dương Bách Xuyên không thèm nghĩ ngợi. Lập tức chém một kiếm về phía nữ ma đầu Hồng Phất. Lúc này, anh trông thấy cơ thể nữ ma đầu Hồng Phất chợt run lên. Anh biết là sư phụ đã ra tay, chắc là sử dụng tinh thần lực. Kiếm của Dương Bách Xuyên chém xuống. Á! Nữ ma đầu Hồng Phất gào thét thảm thiết, thân thể bị Dương Bách Xuyên chém đôi. Thật ra anh cũng biết sư phụ ra tay thì 100% là nữ ma đầu chết chắc. Một nhát kiếm của anh cũng chỉ là đánh hôi thôi. Dầm. Thi thể của nữ ma đầu Hồng Phất chia thành hai nửa đổ xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Ngay sau đó, một viên tròn màu vàng to bằng hạt đậu Hà Lan lóe lên tia sáng, bay ra khỏi đầu nữ ma đầu Hồng Phất rồi bay vèo ra bên ngoài. Hừ, dừng. Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ lạnh lùng hừ mũi, hô một chữ dừng. Thế là hạt châu màu vàng dừng giữa không trung như bị cố định. Anh biết đây hẳn là kết tinh đạo hạnh của nữ ma đầu. Bèn nhảy lên bắt lấy. Á, Dương Bách Xuyên, bà đây nguyền rủa mày không được chết tử tế. Dương Bách Xuyên không ngờ trong hạt châu màu vàng lại vang lên tiếng mắng chửi của nữ ma đầu Hồng Phất. Sau đó hạt châu vàng phát ra ánh sáng, một đốm sáng màu trắng từ trong hạt châu bay ra, lóe lên một cái rồi bay ra ngoài hang động. Dương Bách Xuyên cầm hạt châu trong tay, đã lấy được kết tinh đạo hạnh. Anh nhìn đốm sáng trắng vừa bay ra khỏi động. Trầm ngâm hỏi sư phụ, lão già ơi, đốm sáng trắng kia có phải là nguyên thần của nữ ma đầu không? Xem như là chuẩn nguyên thần. Vân Thiên Tà thở dài một tiếng. Dương Bách Xuyên không hiểu câu nói của sư phụ, lão già ơi, nguyên thần còn có chuẩn nguyên thần sao? Đúng vậy, bất kỳ người tu đạo nào cũng vậy, chỉ khi tu vi đạt tới cấp bậc kim đan mới sinh ra thần hồn, dưới kim đan cùng lắm cũng chỉ là linh hồn khá mạnh mà thôi. Nữ ma đầu Hồng Phất chưa độ thiên kiếp. Nói một cách nghiêm ngặt thì linh hồn của ả cùng lắm là thần hồn, trên linh hồn là thần hồn. Mà kim đan kỳ mới chỉ là thần hồn đưa vào trong kim đan. Kết tinh đạo hạnh của nữ ma đầu Hồng Phất tương đương với kim đan, đốm sáng trắng vừa chạy trốn kia là thần hồn của ả. Sau khi đạt thành nguyên anh, nguyên thần mới chính thức được gọi là nguyên thần, dưới nguyên anh đều là chuẩn nguyên thần. Sau này ta sẽ giảng cho con vấn đề này. Tâm trạng Vân Thiên Tà không tốt lắm.
Dương Bách Xuyên đoán là ông thấy thần hồn của nữ ma đầu trốn đi thì nghĩ đến chính mình, lòng hơi xúc động. Hiện tại ông cũng là trạng thái tàn hồn. Dương Bách Xuyên thấu hiểu điểm này, nhưng dù sao nguyên thần của nữ ma đầu chạy mất cũng là một mầm họa, khiến anh không yên tâm. Sau đó anh hỏi, lão già, sao người không cản nguyên thần của nữ ma đầu lại? Thằng nhóc thúi, có đôi khi người tu chân chúng ta phải theo lẽ trời. Nguyên thần của nữ ma đầu có thể chạy trốn trong nháy mắt. Không phải ta không muốn bắt lại, con cũng thấy đấy, lúc nãy tốc độ của ả rất nhanh, có lẽ đây chính là ý trời. Được rồi, không cần lo lắng chuyện này, nữ ma đầu Hồng Phất chạy trốn chỉ được coi là chuẩn nguyên thần, chưa chắc có thể sống sót, trừ khi ả tìm được vật dẫn đoạt xá. Trong động băng dưới lòng đất này, ngoài mấy người các con ra không còn sinh linh khác, khả năng cao là ả sẽ hồn bay phách tán. Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Dù sao cơ thể của nữ ma đầu cũng bị anh phá hủy rồi, kết tinh đạo hạnh cũng rơi vào tay anh, chuẩn nguyên thần chạy trốn ra ngoài không thể gây nên sóng gió gì. Có lẽ đúng như sư phụ nói, ả chỉ có một con đường hồn bay phách tán. Sau đó Dương Bách Xuyên trở về theo đường cũ quay lại bên cạnh ba người Ngô Mặc Thu, chuẩn bị cứu Liễu Linh Linh. Anh làm theo cách của sư phụ, trực tiếp cho Liễu Linh Linh nuốt kết tinh đạo hạnh của nữ ma đầu, sau đó giúp cô luyện hóa là được. Dương Bách Xuyên dặn dò Ngô Mặc Thu và rút ra ngoài hộ pháp cho anh, sau đó lấy kết tinh đạo hạnh ra đút cho Liễu Linh Linh ăn. Tiếp theo, anh đặt hai tay lên lưng đối phương, bắt đầu giúp cô luyện hóa. Hiện tại Liễu Linh Linh đang hôn mê. Sau khi Dương Bách Xuyên cho cô dùng kết tinh đạo hạnh, chẳng mấy chốc trên người cô sinh ra một nguồn năng lượng hùng hậu, mà thi độc trong huyết mạch cũng bắt đầu chui vào kết tinh đạo hạnh. Tất cả thi độc đều bị kết tinh đạo hạnh hấp thụ. Bước tiếp theo là luyện hóa cảnh giới đạo hạnh, hỗ trợ Liễu Linh Linh lên trúc cơ. Anh dùng công pháp mà sư phụ Vân Thiên Tà chọn, theo lời sư phụ nói thì công pháp này Donny đóng giày cho Liễu Linh Linh. Đó là công pháp thu luyện tên là Thị Huyết Đại Pháp mà sư phụ lấy được từ một tên ma đầu thuộc ma đạo, khá là lợi hại. Sau khi thi độc trong cơ thể Liễu Linh Linh bị kết tinh đạo hạnh hấp thụ, cô cũng thoát khỏi nguy hiểm, từ từ tỉnh lại. Khi Liễu Linh Linh nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hai dòng nước mắt tuôn trào, giọng nói run run, Bách Xuyên, thật sự là cậu sao? Là tôi, hai năm qua cậu chịu khổ rồi. Dương Bách Xuyên cũng thổn thức, anh nhìn thấy tình cảm của Liễu Linh Linh dành cho mình trong mắt cô, loại tình cảm này anh đã nhìn thấy ở mấy người phụ nữ của mình. Đây là tình yêu, tôi. Được rồi, tất cả đã qua rồi, tôi biết hết, bây giờ không phải lúc để hồi tưởng. Tiếp theo cậu hãy làm theo lời tôi nói. Chờ khi nào tôi giúp cậu luyện hóa kết tinh xong, cậu khỏe lại hoàn toàn, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu. Tôi nghe cậu. Sau đó Dương Bách Xuyên vừa giảng giải phương pháp tu luyện Thị Huyết Đại Pháp, vừa tiếp tục dùng chân khí trợ giúp Liễu Linh Linh luyện hóa kết tinh trong cơ thể. Không phải là sau khi Liễu Linh Linh nuốt kết tinh đạo hạnh, nó vẫn là kết tinh đạo hạnh ban đầu. Suy cho cùng thì viên kết tinh đạo hạnh này là của nữ ma đầu Hồng Phất, việc Liễu Linh Linh cần làm là tu luyện lại từ đầu. Mượn toàn bộ sức mạnh của kết tinh đạo hạnh, chuyển hóa sức mạnh khổng lồ bên trong kết tinh đạo hạnh thành của mình. Việc này tương đương với tu luyện lại từ đầu, nhưng có Dương Bách Xuyên dẫn dắt, lại thêm kết tinh đạo hạnh của nữ ma đầu Hồng Phất là cấp bậc chuẩn kim đan, cho nên chỉ cần luyện hóa. Dương Bách Xuyên tin rằng sau khi luyện hóa, cho dù Liễu Linh Linh không đạt tu vi chuẩn kim đan thì ít nhất cũng là cấp bậc trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ. Dương Bách Xuyên dạy khẩu quyết cho Liễu Linh Linh. Đồng thời tiếp tục luyện hóa kết tinh đạo hạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.